Một bạn sinh viên hỏi rằng: A-di-đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy có thể trả lời giúp con ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn thì nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. Hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật có Bồ Tát thì thực sự là có Phật có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì là có thì là có thật, mà tin là không có thì gì? Thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hữu trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật. Ngài nhìn thấy gì? Chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có các bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm hôm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời, bạn ra bạn nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Chứ bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác, các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy. Cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì? Mở mắt không nhìn thấy. Và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tội phúc cho nên gì? Họ thoải mái làm những việc gì? Việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận: tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì? Không làm những việc gì ác mà tại sao tôi lại khổ thế? Nhưng thực tế thì họ làm rất nhiều việc ác nhưng họ không biết. Một bạn đã hỏi: bạch thầy, con là sinh viên sống xa nhà, dạo gần đây con thường hay mơ ở nhà bố con mất và có tang lễ, đây có phải là điểm báo gì không ạ? Ở nhà bố con vẫn khỏe mạnh nhưng con lại hay mơ như vậy nên rất lo lắng, mong thầy giải đáp cho con ạ. A-di-đà Phật. Bạn cũng không nên quá lo lắng vào điều này làm gì. Theo thường thì các cô ấy nói nếu mơ thấy người chết thì là gì? Thế là điểm lành. Nhưng mà điểm lành này thường là báo cho gì? Một cái sự là mình chuẩn bị phải chuẩn bị cho một cái tinh thần vững vàng để sống một cuộc sống độc lập, có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, các cụ người xưa hay giải thích chứ nhỉ? Mơ thấy để sinh rữ tử lành, mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì lại là điểm gì? Điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm, không đáng lo lắm đâu, cho nên bạn cứ yên tâm. Nhưng dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc Kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A-di-đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng. Như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu bạn lúc nãy. Các cụ nói mơ thế thì sinh dữ tử lành, cho nên cái này cũng như các cụ ấy giảng, mơ thấy máu hay me thấy người chết đó, cũng là chỉ cho sự bạn chuẩn bị có một cái sự thay đổi mà bạn phải hướng tới cuộc sống tự lập nhiều hơn là cái cuộc sống của bạn đang được sự bao bọc che chở của bố mẹ như bây giờ. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi, từ khi bác con mất, con hay thường xuyên mơ bác con. Thầy cho con hỏi đấy là điều lành hay điều dữ? Hay mơ thấy người thân đã mất? Trong Kinh Địa Tạng nói là gì? Người ta đang cần sự trợ giúp của mình, và bạn nên gì? Phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng và bảo người thân nhà bác con nên tụng Kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho bác con. Và tốt nhất thì nên thì có gần chùa nào thì nên ra chùa, nhờ nhà chùa tụng kinh để niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho bác con. Làm được như vậy thì một thời gian vài tuần hoặc một vài tháng sau thì con sẽ không mơ thấy bác con nữa. Thì tức là khi con không thấy nữa, làm được việc đó, không thấy nữa thì có nghĩa là bác con đã được đi thoát hóa đầu thai về kiếp khác có thể tốt hơn bây giờ. Câu thứ ba: thầy quan niệm như thế nào về quan niệm mẹ đơn thân ạ? Thực sự con không có ý định sẽ lấy chồng nữa và cũng khó có thể tìm được người nào thay thế. Quan niệm như thế nào về đơn thân? Đơn thân tức là sống một mình đó, đúng không? Sống một mình, không lập gia đình đó. Con trai thì không lấy vợ, mà con gái thì không lấy chồng đó. Cái này thì có thể thầy nói là tư tưởng của bạn giống như một số những người phương Tây. Họ sống rất là thoáng và họ nghĩ rằng là không, cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. Lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái là phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cái tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi, đơn thân để mình không bị phụ thuộc vào gia đình, để mình chơi bời, mình thoải mái, đi quán bar, đi sàn nhảy, rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo thế này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi. Thì khiến cho cái tâm tà của mình ấy, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình ấy, càng nặng nề, ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ, thoải mái, nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì? Cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân, lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc chắn quá, cho nên về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chứa, chẳng ai chứa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai, người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cui cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy, quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình đó, thì đơn thân như thế gì? Đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ, và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì dân tộc, vì đất nước. Đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và như Đức Phật chẳng hạn, cuộc sống của Ngài gì? Nhung lụa, vợ đẹp quan ngoan, cung vàng điện ngọc vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà vì cái tâm tha thiết cầu đạo, giải thoát cho bản thân và tìm đường giải thoát cho chúng sinh ấy, cho nên là gì? Ngài quyết định xuất gia sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Đơn thân như vậy thì mới gọi là cuộc sống đơn thân đẹp nhất. Còn đơn thân mà chỉ để, như thầy nói lại một lần nữa, đơn thân mà chỉ để gì để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân của mình, thì đơn thân như vậy là càng đi vào chỗ đọa xứ, khổ đau nhiều hơn. Rồi một ngày nào đó, bạn nhìn những người chung quanh bạn sống đơn thân theo cái kiểu đó, thì thấy 10 người thì đến 8-9 người khổ đau khi về tuổi già. Cô liêu lẻ bóng, đi ra đi vào một mình vò võ, chẳng ai người ta thương tưởng mình cả. Vì lúc còn trẻ mình gì, mình đi sai đường thì lúc già mình phải chịu quả báo đó thôi. Nên là già còn thế, sau khi chết đi không biết đi về đâu. Câu thứ hai bạn hỏi là con thường mơ thấy Phật. Được Phật hỏi là có muốn làm đệ tử Phật không? Con chưa biết trả lời như thế nào thì Phật lại lắc đầu rồi biến mất. Vì sao? Vì tâm con chưa đủ mạnh mẽ. Đời trước con có thể là một vị gì? Một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni, tức là một vị xuất gia đó. Đã tu hành rồi nhưng mà chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa tự giải thoát được, mới chỉ có đủ được cái phúc để làm người ở kiếp sau, được cái phúc báo như bây giờ và được gặp Phật Pháp, lại có một chút tín tâm với Phật. Nhưng mà thường ngủ chiêm bao thấy Phật hỏi thì có muốn làm đệ tử Phật không, thì chưa kịp trả lời gì thì Phật lại lắc đầu mà biến mất. Cái này là bạn nên cũng phải tự đi tìm câu trả lời đấy. Lần sau á, nếu Phật á, bạn vừa thấy Phật một cái là gì, bạn không cần để cho Phật hỏi là gì, có muốn làm đệ tử Phật không, mà bạn rồi hãy quỳ xuống lễ Phật 3 lễ là xin Phật gì, cho con được làm đệ tử của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ không biến đi, mà Ngài sẽ gì, lấy tay và xoa đầu con. Nếu đúng như lời thầy nói như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải đi một lối rẽ khác. Có thể trước mắt lối rẽ ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng đi được một đoạn thời gian đó, thì bạn sẽ thấy là rất an vui, hạnh phúc và tĩnh tại. Rồi thậm chí là bạn sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Rồi bạn hỏi là giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? Chắc chắn giấc mơ này đối với người khác thì có thể không có ý nghĩa, nhưng đối với bạn thì rất có ý nghĩa. Bạn nên suy nghĩ về điều đó và trân trọng về điều đó, và nên suy nghĩ rất kỹ về nó và quyết định cuộc đời của mình cho nó có một bước đi đúng đắn nhất. Một bạn nữa hỏi: thưa thầy, con có đọc qua vài quyển kinh của bà nội. Trong kinh có cụm từ giữ thân trai giới. Con đọc nhưng chưa hiểu. Thầy có thể giúp con giải thích giữ thân trai giới là gì không ạ? Giữ thân trai giới tức là sao? Thân thì không gì. Trong kinh Đức Phật nói con người ta có 10 nghiệp mà nghiệp ác, gọi là thập thiện và thập ác, 10 việc ác và 10 việc thiện. Thì với thân thì 3 nghiệp lấy thân là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục đó. Thuộc về gì? Về thân nghiệp tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử thì đó là gì? Đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là 4 khẩu về nghiệp về miệng, 4 khẩu nghiệp về miệng đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải chính hạnh, vợ chồng á, cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ á, thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Thì trường hợp như vậy là gọi là Phật tử, đã gọi là Phật tử thì mà làm những hạnh tà dâm như vậy, Phật nói là không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử tại gia của Phật. Người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục rồi đó, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó là cái giới này gọi là giữ thân trai giới thì là như vậy. Thân thì 3 nghiệp không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu cũng thuộc về thân đúng không? Khẩu cũng thuộc về tư, miệng cũng thuộc về gì? Trên thân của chúng ta, cho nên cũng thuộc về gì? Về cái nghiệp ở trên thân nữa cũng phải giữ đó. Không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. 4 nghiệp về khẩu đó là 4, 3 là 7. Còn 3 nghiệp về tâm thì nó thuộc về gì? Về ý thức, về trong A Lại Gia, Mạt Na thức và ý thức rồi. Thì điều này nó sâu sắc hơn. Thì không tham, không sân và không si. Đấy là ba nghiệp căn bản về tâm ý, để không tham lam, không sân giận và không si mê. Đây gọi là giữ thân trai giới, tức là như chúng tôi vừa giải thích đó. Đấy, Phật tử về nên nghe giảng nhiều và nên đọc sách nhiều để có thể sẽ hiểu rộng thêm về Phật Pháp. Câu thứ 6. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con xin phép được hỏi Thầy một việc như sau. Hiện nay trên bàn thờ của gia đình nhà con có 4 bát hương, gồm một bát hương thờ thần linh, một bát hương thờ gia tiên, 2 bát hương thờ bà cô và ông Mãnh. Bây giờ con muốn gộp chung bát hương bà cô và ông Mãnh vào làm một. Như vậy trên bàn thờ còn 3 bát hương. Xin Thầy chỉ bảo con làm như vậy có được không? Nếu được thì con phải làm thủ tục như thế nào khi gộp 2 bát hương trên? Dạ con kính bạch Thầy ạ. Thì thường thì ngày xưa các cụ chúng ta nói là nếu mà thờ thì thường là 3 bát hương hoặc là 1 bát hương. Nhưng mà 1 bát hương ấy, mà thờ chung ấy, trên ban thờ mà 1 bát hương thờ chung cả thần linh và gia tiên là một ấy, thì cũng không ổn. Vì ngày xưa các thầy đi học ấy, các cụ hòa thượng thượng tọa nói rằng gia tiên chúng ta không thể ngồi chung với thần linh được, vì thần linh các ngài là gì? Cao hơn. Đây là theo cái các cụ ngày xưa các cụ dạy, cũng như là cái quan niệm của dân gian chúng ta như vậy. Đó. Phật, thánh, xong đến thần, xong đến mới phàm phu chúng ta. Đó. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là chúng ta biết là ví dụ như đi đình, đi đền chẳng hạn, ngày lễ, ngày Tết, ngày đại lễ chẳng hạn, phân ra từng chiếu Hà Nội. Các cụ thượng thì ngồi chiếu trên, cụ trung thì ngồi chiếu giữa, và cụ hạ thì ngồi chiếu dưới. Đó. Cho nên cái quan niệm, cái cách sống của người xưa như vậy. Cho nên thì sau khi cho đến bây giờ cái phong tục tập quán thì nó thành cái thói quen, nếp quen rồi. Cho nên thì người ta cũng không thờ chung là 1 bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu chung hổ lốn tất cả vào một cái. Và thường là phải 3 cái. Một cái thần linh to hơn thì để ở giữa, đấy, trang trọng. Còn cái gia tiên thì thờ bên tay phải của mình hướng vào, tức là tay trái của thần linh hướng ra. Tay phải của mình lễ Phật thế này, và bên tay phải của mình hướng vào á, thì đấy gọi là bên đấy để gia tiên. Và bên tay trái của mình hướng vào á, thì để tổ cô, tổ cậu. 3 cái như vậy. Thế còn gia đình nào mà thờ Phật, Phật thì ra ngoài tam giới rồi, Phật thì không tính vào trong cái vòng tam giới ấy. Cho nên nếu mà họ có thờ Phật nữa thì trên bàn thờ mà thấy có 4 cái, thường là một cái để cao hơn, kê một cái kệ cao hơn khoảng 15, 20, 30 phân, hoặc treo cái giá lên cao á, thì đó là thờ Phật. Thì Phật thì không tính vào ở trong tam giới. Phật là gì? Xuất ly tam giới, cho nên không tính vào trong đó. Thì vậy mà nếu có 4, một cái thờ Phật nữa là 4 thì cũng không sao. Còn trên bàn thờ mà không thờ Phật thì có 3 cái: thần linh, gia tiên, Phật tử này nói tổ cô một cái, tổ cậu một cái, thì 2 cái nên dồn là một. Vì các thầy ở đây hay đi bốc bát hương cho các Phật tử, cũng hướng dẫn cho Phật tử thường tổ cô, tổ cậu dồn là một. Đó. Thì ngày xưa thì cũng có nhà là cứ một cô một cái, một cậu một cái. Có gia đình có mất 2-3 cô cậu mất trẻ thì 2-3 bát hương, để 2-3 cái, mỗi một cái là để đóng cái nhỏ nhỏ trên tường, cái treo đầy vào nhà. Có khi nhìn thấy 4-5 cái bàn thờ, phải làm sao thờ lắm thế. Bảo nhà con nhiều bà cô ông Mãnh. Nhiều nhà thì họ lại đấy, gặp các ông thầy họ tư vấn cho thờ như thế. Đặc biệt ở nông thôn. Thành phố thì bây giờ thì cái văn minh đô thị nó cũng đỡ rồi. Nhưng nông thôn ngày xưa chúng tôi đến những cái nhà cổ có nhà thì cao thủ là tôi đến cái nhà ở dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Ngày xưa tôi có cái chùa ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, Hoài Đức. Đến một cái nhà là có 11 ban thờ. 11 ban thờ. Thế hỏi ra người ta bảo đây là ban thờ thần linh này, đây là ban thờ cụ cố này, đây là ban thờ ông nội này, đây là ban thờ bố này, đây là ban thờ mẹ này. Còn đây ban thờ là gì? 6-7 cái vong, thì người thì là anh liệt sĩ trẻ này, người thì là cô đỏ này, là cậu đỏ này, cái gì vân vân, rồi đến 11 cái ban thờ. Treo đầy tường. Mỗi ban thờ một cái bát hương, treo đầy tường. Cái ban thờ thần linh giữa to nhất thì để ở dưới cái tủ chè nhà ngày xưa. Thế hỏi làm sao mà thờ nhiều như bảo là các cụ ngày xưa thờ như thế. Thờ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ. Sinh ra lớn lên thì đã thấy bát hương như thế rồi, cứ thế là thờ thôi. Khi chúng tôi đến để làm lễ mới dồn lại cho thì 3 cái. Một cái thần linh giữa, cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu tất cả trong cái gia đình chi họ đấy mà cái. Thế là nhìn nó trang nghiêm thế nào. Nhà cửa ai đến thấy là nó cũng không nặng nề về vấn đề gì. Vấn đề tâm linh quá. Âm dương nó phải hài hòa. Đến một cái gia đình mà cứ thấy là tâm linh mà nó lúc chỗ nào đến 11 cái ban thờ trong một phòng thì một cái phòng khách ấy thì mọi người đến chỉ thấy thờ phụng, như là còn nặng nề hơn là vào đồng bóng, nặng nề hơn là vào một cái phổ, cái điện thờ. Thế mọi người ai đến nhà mình, người ta ngồi, người ta có việc người ta đến nhà mình, cái ngồi uống nước, người ta có khi người ta cũng ngại, không dám ngồi lâu. Cho nên cái này thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng đây cái phong tục tập quán ngày xưa. Còn là Phật tử đây thì có muốn dồn vào thì nên làm cách nào? Thì cái này thì tốt nhất thì nên đến cái chùa gần nhất thì bạch các thầy tư vấn cho. Tư vấn cho mình làm thì nó đúng hơn mà mình yên tâm. Đấy, mình yên tâm. Không thì muốn nếu mà làm lại thì trước khi làm mà thế nên trì 3 biến đại bi thập chú, bát nhã và niệm Phật. Niệm Phật xong một cái thì bắt đầu mình khấn thần linh gia tiên nhà mình, tổ cô tổ cậu cái việc như thế như thế, chúng con là con cháu tên là như thế, địa chỉ như thế, nay xin đem công đức trì chú niệm Phật lễ Phật này để hồi hướng cầu nguyện thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu thì chứng minh cho chúng con xin được dồn 2 bát hương tổ cô tổ cậu của dòng họ nhà mình là gì đấy, nói ra địa chỉ ở đâu vân vân đó, thì để dồn vào là một để thờ phụng cho nó trang nghiêm. Thế như thế xong một cái thì làm xong một cái thì bắt đầu mình lại trì cho 3 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong đó thì tụng cho một bộ kinh, một biến kinh Phổ Môn hay một biến kinh Dược Sư hay bộ kinh Địa Tạng đều được cả, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A-di-đà đều được, mình quen tụng kinh gì thì tụng đó, thì cái đấy đều được. Nhưng mà nếu mà để cho yên tâm thì có thể nếu gần chùa nào đó thỉnh các thầy đến, các thầy tư vấn, các thầy giúp cho thì mình yên tâm mãi mãi lâu dài về sau đó. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là một sinh viên năm 4, nay được biết tới ngôi Tam Bảo, được biết thầy có giảng giải. Câu hỏi cho Phật tử, nay con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Cách đây 7 năm, gia đình con làm ăn đi xuống, vì đó mà mẹ con đi xem bói rồi theo bà đồng. Mẹ con theo và một thời gian đem hết tiền ở nhà rồi bán đất, đi vay họ hàng. Sau khi nợ quá nhiều, nhà con suy sụp, mẹ con tự bỏ bát hương, đốt hết quần áo rồi mẹ bị điên. Gia đình đưa mẹ đi viện, mẹ đỡ và 3 năm như vậy mẹ cứ điên, nhất là tới hè. 2 năm nay mẹ con đỡ hơn, chỉ nói làm nhảm một chút. Nhưng tới năm nay, cách đây 3 tháng, mẹ con tự xây một ngôi điện và giờ rất nhiều người đến chơi, mẹ xem bói cho người ta. Con kính mong thầy chỉ cho con nên làm như thế nào khi mẹ con giờ như vậy. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này gọi là gì? Quỷ nhập xác. Trường hợp này gọi là quỷ thần, là mượn xác. Mẹ của một cái bạn trẻ này, bạn trẻ sinh viên năm thứ tư này, trước đây thì cũng vốn không phải là một đồng bóng đâu, nên ra làm ăn thua lỗ suy sụp, cho nên đi xem bói đến thì gặp phải cái bà đồng nó, thì nó xem các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma quét nhà ra rác, mà đi bói đến cửa đồng cửa điện thì chắc chắn là nhà có việc mới đến rồi. Đến nó bắt nõn và nó gì, nó phán cho phải ra trình đồng mở phủ thì đương nhiên là theo thôi. Và đây bé nó nói là bán gì, tiền của đội nón ra đi hết rồi, là còn bán cả đất cả nhà để gì, để theo nữa. Và khi đất nhà, tiền bán đất bán nhà cũng hết, nhảy đồng nhảy bóng, mở điện mở phủ, nhảy bóng nhảy lắm cũng hết rồi. Suy nghĩ nhiều thì điên có gì đâu, nghĩ nhiều điên, thần kinh có gì đâu. Ở khoa học người ta là bệnh hoang tưởng, y học người ta là bệnh hoang tưởng. Có cái tưởng tượng ra. Thế bây giờ lại bảo là bây giờ thì ốm đau mấy năm như vậy, bây giờ thì lại tự nhiên lại xây điện lên, lại bảo gì, lại xem bói cho người ta. Chắc là quả này lại gì? Có 2 trường hợp. Một là để gì? Báo thù. Báo thù làm sao? Ngày xưa tôi gì, tôi ra đi xem mà gì mà mất nhà mất cửa, nay tôi thì tôi sẽ báo thù để lấy lại cái của tôi mất ngày xưa. Đấy là một trường hợp. Những trường hợp này thì cũng khó, vì nói mà không đúng thì họ không đến đâu. Trường hợp thứ hai là do quỷ thần mượn gì, mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Đấy, cho nên cái quỷ thần nhập vào, mượn xác nhập vào để kiếm ăn thì nó thì quỷ thần trong kinh Đức Phật nói nó cũng có thần thông, nó có tha tâm thông, nó biết được kiếp trước của người này người tọ nọ, thậm chí là 5 đời, 10 đời, thậm chí hàng trăm đời, thậm chí là hàng quỷ thần mà có thì có phúc đó, nó biết hàng nghìn đời. Đấy. Nhưng ngoài nghìn đời thì nó chịu, nó không nói gì được nữa. Nhưng mà ít quỷ thần nào mà nói được nghìn đời lắm, chỉ nói được 3 đời, 5 đời, 10 đời trở lại là gì, là nhiều thôi. Những quỷ thần bé bé nó hay đi làm những cái việc như vậy. Còn những cái vị quỷ thần mà có phúc báo thì người ta lại trong một cái ngôi đình hoặc một ngôi đền hoặc ngôi miếu được dân tình gì đến thờ phụng một cách chân chính thì không sao, thì họ không có phải đi gì mượn xác của những chúng sinh bình thường ở thế gian để kiếm ăn như thế nữa, gọi là cái nghề mưu sinh như vậy nữa. Cho nên trường hợp này tôi thiên về cái trường hợp là mẹ cái bé này là bị gì, bị quỷ, đang bị quỷ thần là gì, mượn thân để kiếm ăn. Vậy bé bây giờ muốn giải quyết vấn đề này khuyên mẹ không được đâu. Bây giờ từ bé nó phải phát một cái đại nguyện lớn. Đó là phát một đại nguyện, đó là tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà nhất tâm thì chỉ 1 năm có khi là được thôi. Nhưng cứ phát nguyện lấy 3 năm. Đó. Nghe giảng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 3 năm. Sau đó muốn học cái gì thì học, muốn học cái gì thì học, tu pháp gì thì tu. Nhưng trong vòng 3 năm phát nguyện như vậy, chỉ nghe giảng kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng. Và nhất tâm cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện Bồ Tát Chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ đuổi cái con quỷ mà đang mượn gì, mượn xác của mẹ mình đi. Thì có khi á, nếu mà nhất tâm có khi 21 đến 49 ngày hoặc 100 ngày là gì, mẹ ổn thôi. À, nếu mà có đủ duyên thì có khi khuyên mẹ đến đây. Khuyên mẹ đến đây thì gặp các sư, thì nếu đủ duyên thì các thầy sẽ nói cho, thì có khi lại bỏ được. Vì trong những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, từ khi mà thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bá một kinh Địa Tạng này, hội tập xong và truyền bá, có rất nhiều không thể đếm được các bà đồng gì bỏ đồng bóng để quay về với Phật. Thậm chí cựu đồng 30 năm đi nhảy đồng, xem bói không biết là bao nhiêu ngàn người rồi. Nhưng bây giờ là gì, lại đến quỳ gối dưới chân thầy để gì, để xin giải đồng giải điện cho để tụng kinh Địa Tạng để theo Phật. Vì sao? Vì bây giờ thì cái thứ nhất là không còn tiền để nhảy đồng nữa. Cái thứ hai, bây giờ đọc kinh Địa Tạng biết được nhân quả. Mỗi một lần á, làm lễ cho người ta lại giết mổ mấy con gà rồi cái đầu lợn vân vân, cái thủ lợn vân vân đó, cho nên bây giờ sợ nhân quả rồi, cho nên không dám gì, không muốn theo nữa và muốn sám hối và quay về với Phật, tu hành từ bi của Phật để sám hối cái nghiệp chướng trước đây. Đồng bóng hơn 30 năm, đồng cựu nổi tiếng ở Hà Nội chứ không phải không. Ngày nào cũng có người chờ hàng vài chục người, hàng trăm người chờ xếp hàng để xem bói, để cúng lễ. Nhưng bây giờ thì quay về với Phật. Đó. Mà không chỉ một người đó mà rất nhiều người. Tháng nào cũng có ít nhất là cũng có vài người, thậm chí có hàng chục người, hơn chục người đến để xin nhà chùa giải điện cho. Tức là giải điện để về với Phật, để thờ Phật tại gia và chỉ có tụng kinh niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật thôi. Đó. Cho nên trường hợp này cũng có thể khuyên bé là có duyên cứ đưa mẹ đến đây. Nếu đủ duyên thì các thầy sẽ giúp cho được thì càng sớm càng tốt. Một bạn sinh viên hỏi rằng: A-di-đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy có thể trả lời giúp con ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. Hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật có Bồ Tát thì thực sự là có Phật có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát á, thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì là có thì là có thật, mà tin là không có thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hiện trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật. Ngài nhìn thấy gì? Chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có, thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm hôm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời, bạn ra và nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Chứ bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác, các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy. Cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì? Mở mắt không nhìn thấy. Và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tội phúc cho nên gì? Họ thoải mái làm những việc gì? Việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra, thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận: tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì? Không làm những việc gì ác mà tại sao tôi lại khổ thế? Nhưng thực tế thì họ làm rất nhiều việc ác nhưng họ không biết. Một bạn đã hỏi: bạch thầy, con là sinh viên sống xa nhà, dạo gần đây con thường hay mơ ở nhà bố con mất và có tang lễ, đây có phải là điểm báo gì không ạ? Ở nhà bố con vẫn khỏe mạnh nhưng con lại hay mơ như vậy nên rất lo lắng, mong thầy giải đáp cho con ạ. A-di-đà Phật. Bạn cũng không nên quá lo lắng vào điều này làm gì. Theo thường thì các cô ấy nói nếu mơ thấy người chết thì là gì? Thế là điểm lành. Nhưng mà điểm lành này thường là báo cho gì? Một cái sự là mình chuẩn bị phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần vững vàng để sống một cuộc sống độc lập, có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, các cụ người xưa giải thích cho em. Mơ thấy để sinh rữ tử lành, mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì lại là điểm gì? Điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm, không đáng lo lắm đâu. Cho nên bạn cứ yên tâm. Nhưng dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn đã hỏi: A-di-đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng. Như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu bạn lúc nãy. Các cụ nói mơ thấy gì? Sinh rữ tử lành. Cho nên cái này cũng như các cụ ấy giảng mơ thấy máu hay là me thấy người chết đó. Cũng là chỉ cho sự bạn chuẩn bị có một cái sự thay đổi. Thay đổi mà bạn phải hướng tới cuộc sống tự lập nhiều hơn là cái cuộc sống của bạn đang được sự bao bọc che chở của bố mẹ như bây giờ. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi, từ khi bác con mất, con hay thường xuyên mơ bác con. Thầy cho con hỏi đấy là điều lành hay điều dữ? Hay mơ thấy người thân đã mất? Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người ta đang cần sự trợ giúp của mình. Và bạn nên gì? phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và bảo người thân nhà bác con nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho bác con. Và tốt nhất thì nên có gần chùa nào thì nên ra chùa, nhờ nhà chùa tụng kinh để niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho bác con. Làm được như vậy thì một thời gian vài tuần hoặc một vài tháng sau thì con sẽ không mơ thấy bác con nữa. Thì tức là khi con không thấy nữa, làm được việc đó, không thấy nữa thì có nghĩa là bác con đã được đi thoát hóa đầu thai về kiếp khác có thể tốt hơn bây giờ. Câu thứ ba, thầy quan niệm như thế nào về quan niệm mẹ đơn thân ạ? Thực sự con không có ý định sẽ lấy chồng nữa và cũng khó có thể tìm được người nào thay thế. Quan niệm như thế nào về đơn thân? Đơn thân tức là sống một mình đó, đúng không? Sống một mình, không lập gia đình đó. Con trai thì không lấy vợ, mà con gái thì không lấy chồng đó. Cái này thì có thể thầy nói là tư tưởng của bạn giống như một số những người phương Tây. Họ sống rất là thoáng và họ nghĩ rằng thì không, cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. Lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái là phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cách tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi, đơn thân để mình thì không bị phụ thuộc vào gia đình, để mình chơi bời, mình thoải mái, đi quán bar, đi sàn nhảy, rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo thế này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi, thì khiến cho cái tâm tà của mình ấy, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình ấy, càng nặng nề, ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ, thoải mái, nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì? Cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân, lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm gì? Người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc choáng quá, cho nên về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chứa, chẳng ai chứa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai, người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cui cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ đơn thân, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình đó, thì đơn thân như thế gì, đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ, và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì dân tộc, vì đất nước, đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và như Đức Phật chẳng hạn, cuộc sống của Ngài gì nhung lụa, vợ đẹp quan ngoan, cung vàng điện ngọc vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà vì cái tâm tha thiết cầu đạo, giải thoát cho bản thân và tìm đường giải thoát cho chúng sinh ấy, cho nên là gì? Ngài quyết định xuất gia sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Đơn thân như vậy thì mới gọi là cuộc sống đơn thân đẹp nhất. Còn đơn thân mà chỉ để, như thầy nói lại một lần nữa, đơn thân mà chỉ để gì, để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân của mình, thì đơn thân như vậy là càng đi vào chỗ đọa xứ, khổ đau nhiều hơn. Rồi một ngày nào đó bạn nhìn những người chung quanh bạn sống đơn thân theo cái kiểu đó, thì thấy 10 người thì đến 8-9 người khổ đau khi về tuổi già, cô liêu lẻ bóng, đi ra đi vào một mình vò võ, chẳng ai người ta thương tưởng mình cả. Vì lúc còn trẻ mình gì, mình đi sai đường thì lúc già mình phải chịu quả báo đó thôi. Nên là già còn thế, sau khi chết thì không biết đi về đâu. Câu thứ hai, bạn hỏi là con thường mơ thấy Phật, được Phật hỏi là có muốn làm đệ tử Phật không? Con chưa biết trả lời như thế nào thì Phật lại lắc đầu rồi biến mất. Vì sao? Vì tâm con chưa đủ mạnh mẽ. Đời trước con có thể là một vị gì? Một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni, tức là một vị xuất gia đó, đã tu hành rồi nhưng mà chưa đến nơi đến chốn. Cho nên chưa tự giải thoát được, mới chỉ có đủ được cái phúc để làm người ở kiếp sau, được cái phúc báo như bây giờ, và được gặp Phật Pháp, lại có một chút tín tâm với Phật. Nhưng mà thường ngủ chiêm bao thấy đấy, Phật hỏi thì có muốn làm đệ tử Phật không, thì chưa kịp trả lời thì Phật lại lắc đầu mà biến mất. Cái này là bạn nên cũng phải tự đi tìm câu trả lời đấy. Lần sau á, nếu Phật á, bạn vừa thấy Phật một cái là gì, bạn không cần để cho Phật hỏi là gì, có muốn làm đệ tử Phật không, mà bạn rồi hãy quỳ xuống lễ Phật ba lễ là xin Phật là gì, cho con được làm đệ tử của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ không biến đi, mà Ngài sẽ gì, lấy tay và xoa đầu con. Nếu đúng như lời thầy nói như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải đi một lối rẽ khác. Có thể trước mắt lối rẽ ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng đi được một đoạn thời gian đó thì bạn sẽ thấy là rất an vui, hạnh phúc và tĩnh tại. Rồi thậm chí là bạn sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Rồi bạn hỏi là giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? Chắc chắn giấc mơ này đối với người khác thì có thể không có ý nghĩa, nhưng đối với bạn thì rất có ý nghĩa. Bạn nên suy nghĩ về điều đó và trân trọng về điều đó, và nên suy nghĩ rất kỹ về nó và quyết định cuộc đời của mình cho nó có một bước đi đúng đắn nhất. Một bạn mới hỏi: thưa thầy, con có đọc qua vài quyển kinh của bà nội. Trong kinh có cụm từ giữ thân trai giới. Con đọc nhưng chưa hiểu. Thầy có thể giúp con giải thích giữ thân trai giới là gì không ạ? Giữ thân trai giới tức là sao? Thân thì không gì. Trong kinh Đức Phật nói con người ta có 10 nghiệp mà nghiệp ác, gọi là thập thiện và thập ác, 10 việc ác và 10 việc thiện. Thì với thân thì 3 nghiệp nơi thân là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục. Đó, thuộc về thân nghiệp, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử thì đó thì đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân, nhưng mà nó ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là 4 khẩu về nghiệp về miệng, 4 khẩu nghiệp về miệng đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải chính hạnh, vợ chồng á, cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ, thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Thì trường hợp như vậy là gọi là Phật tử, đã gọi là Phật tử thì mà làm những hành tà dâm như vậy, Phật nói là không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử tại gia của Phật. Người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục rồi. Đó, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó là cái giới này gọi là giữ thân trai giới thì là như vậy. Thân thì 3 nghiệp không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu cũng thuộc về thân, đúng không? Khẩu cũng thuộc về cái miệng, cũng thuộc về gì? Trên thân chúng ta. Cho nên cũng thuộc về gì? Về cái nghiệp ở trên thân nữa, cũng phải giữ đó. Không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. 4 nghiệp về khẩu đó là 4, 3 là 7 ấy. Còn 3 nghiệp về tâm thì nó thuộc về gì? Về ý thức, về trong A Lại Gia mạt na thức và ý thức rồi, thì điều này nó sâu sắc hơn. Thì không tham, không sân và không si. Đấy là 3 nghiệp căn bản về tâm ý, không tham lam, không sân giận và không si mê. Đây gọi là giữ thân trai giới, tức là như chúng tôi vừa giải thích đó. Đấy, Phật tử về nên nghe giảng nhiều và nên đọc sách nhiều để có thể sẽ hiểu rộng thêm về Phật Pháp. Câu thứ 6. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy một việc như sau. Hiện nay trên bàn thờ của gia đình nhà con có 4 bát hương, gồm: 1 bát hương thờ thần linh, 1 bát hương thờ gia tiên, 2 bát hương thờ bà cô và ông Mãnh. Bây giờ con muốn gộp chung bát hương bà cô và ông Mãnh vào làm một. Như vậy trên bàn thờ còn 3 bát hương. Xin thầy chỉ bảo con làm như vậy có được không? Nếu được thì con phải làm thủ tục như thế nào khi gộp 2 bát hương trên? Dạ con kính bạch thầy ạ. Thì thường thì ngày xưa các cụ chúng ta nói là nếu mà thờ thì thường là 3 bát hương hoặc là 1 bát hương. Nhưng mà 1 bát hương ấy, mà thời chung ấy, trên ban thờ mà 1 bát hương thời chung cả thần linh và gia tiên là 1 ấy, thì cũng không ổn. Vì ngày xưa các thầy đi học ngay các cụ hòa thượng thượng tọa nói rằng gia tiên chúng ta không thể ngồi chung với thần linh được, vì thần linh các ngài là gì? Cao hơn. Đây là theo cái các cụ ngày xưa các cụ dạy, cũng như là cái quan niệm của dân gian chúng ta như vậy. Đó. Phật, thánh, sau đến thần, xong đến mới phàm phu chúng ta. Đó. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là chúng ta biết là ví dụ như đi đình đi đền chẳng hạn, ngày lễ, ngày Tết, ngày đại lễ chẳng hạn, phân ra từng chiếu Hà Nội. Các cụ thượng thì ngồi chiếu trên, cụ trung thì ngồi chiếu giữa, và cụ hạ thì ngồi chiếu dưới. Đó. Cho nên cái quan niệm, cái cách sống của người xưa như vậy, cho nên thì sau khi cho đến bây giờ cái phong tục tập quán thì nó thành cái thói quen, nếp quen rồi. Cho nên thì người ta cũng không thờ chung là 1 bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu chung hổ lốn tất cả vào một cái rồi. Và thường là phải 3 cái, một cái thần linh to hơn thì để ở giữa, đấy, trang trọng. Còn cái gia tiên thì thờ bên tay phải của mình hướng vào, tức là tay trái của thần linh hướng ra. Tay phải của mình lễ Phật thế này, và bên tay phải của mình hướng vào á, thì đấy gọi là bên đấy để gia tiên. Và bên tay trái của mình hướng vào á thì để tổ cô tổ cậu. 3 cái như vậy. Thế còn gia đình nào mà thờ Phật, Phật thì ra ngoài tam giới rồi, Phật thì không tính vào trong cái vòng tam giới ấy. Cho nên nếu mà họ có thờ Phật nữa thì trên bàn thờ mà thấy có 4 cái, thường là một cái để cao hơn, kê một cái kệ cao hơn khoảng 15, 20, 30 phân, hoặc treo cái giá lên cao á, thì đó là thờ Phật. Thì Phật thì không tính vào ở trong tam giới, Phật là gì? Xuất ly tam giới, cho nên không tính vào trong đó. Vì vậy mà nếu có 4, một cái thờ Phật nữa là 4 thì cũng không sao. Còn trên ban thờ mà không thờ Phật thì có 3 cái, thần linh, gia tiên, Phật tử này nói tổ cô một cái, tổ cậu một cái, thì 2 cái nên dồn là 1. Vì các thầy ở đây hay đi bốc bát hương cho các Phật tử, cũng hướng dẫn cho Phật tử thường tổ cô tổ cậu dồn là 1. Đó. Thì ngày xưa thì cũng có nhà là cứ 1 cô 1 cái, 1 cậu 1 cái. Có gia đình có mất 2, 3 cô cậu mất trẻ thì 2, 3 bát hương để 2, 3 cái, mỗi một cái là để đóng cái nhỏ nhỏ trên tường, cái treo đầy vào nhà, có khi nhìn thấy 4, 5 cái bàn thờ, phải làm sao thờ lắm thế. Bảo nhà con nhiều, bà cô ông mạnh. Nhiều nhà thì họ lại đấy, gặp các ông thầy họ tư vấn cho thờ như thế. Đặc biệt ở nông thôn, thành phố thì bây giờ thì cái văn minh đô thị nó cũng đỡ rồi. Nhưng nông thôn ngày xưa chúng tôi đến những cái nhà cổ có nhà thì cao thủ là tôi đến cái nhà ở dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Ngày xưa tôi có cái chùa ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, Hoài Đức. Đến một cái nhà là có 11 ban thờ. 11 ban thờ. Thế hỏi ra người ta bảo đây là ban thờ thần linh này, đây là ban thờ cụ cố này, đây là ban thờ ông nội này, đây là ban thờ bố này, đây là ban thờ mẹ này. Còn đây ban thờ là gì? 6-7 cái vong, thì người thì là anh liệt sĩ trẻ này, người thì là cô đỏ này, là cậu đỏ này, cái gì vân vân, rồi đến 11 cái ban thờ. Treo đầy tường. Mỗi ban thờ một cái bát hương, treo đầy tường. Cái ban thờ thần linh giữa to nhất thì để ở dưới cái tủ chè nhà ngày xưa. Sẽ hỏi làm sao mà thờ nhiều như bảo là các cụ ngày xưa thờ như thế. Thờ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ. Sinh ra lớn lên thì đã thấy bát hương như thế, rồi cứ thế là thờ thôi. Khi chúng tôi đến để làm lễ mới dồn lại cho thì 3 cái, một cái thần linh giữa, cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu tất cả trong cái gia đình chi họ đấy một cái. Thế là nhìn nó trang nghiêm thế nào. Nhà cửa ai đến thấy là nó cũng không nặng nề về vấn đề gì, vấn đề tâm linh quá. Âm dương nó phải hài hòa. Đến một cái gia đình mà cứ thấy là tâm linh mà nó lúc chỗ nào đến 11 cái ban thờ trong một phòng, thì một cái phòng khách ấy thì mọi người đến chỉ thấy thờ phụng, như là còn nặng nề hơn là vào đồng bóng, nặng nề hơn là vào một cái phổ, cái điện thờ. Thế mọi người ai đến nhà mình, người ta ngồi, người ta có việc người ta đến nhà mình, người ta ngồi uống nước, người ta có khi người ta cũng ngại, không dám ngồi lâu. Cho nên cái này thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng đấy, cái phong tục tập quán ngày xưa. Còn là Phật tử đây thì có muốn dồn vào thì nên làm cách nào? Thì cái này thì tốt nhất thì nên đến một cái chùa gần nhất thì bạch các thầy tư vấn cho mình làm thì nó đúng hơn, mà mình yên tâm. Đấy, mình yên tâm. Không thì muốn nếu mà làm lại thì trước khi làm mà thế nên trì 3 biến đại bi thập chú, bát nhã và niệm Phật. Niệm Phật xong một cái thì bắt đầu mình khấn thần linh gia tiên nhà mình, tổ cô tổ cậu, cái việc như thế. Chúng con là con cháu tên là như thế, địa chỉ như thế. Nay xin đem công đức trì chú niệm Phật lễ Phật này để hồi hướng cầu nguyện thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, thì chứng minh cho chúng con xin được dồn hai bát hương tổ cô tổ cậu của dòng họ nhà mình là gì đấy, nói ra địa chỉ ở đâu vân vân đó, thì để dồn vào là một để thờ phụng cho nó trang nghiêm. Thế như thế xong một cái thì làm xong một cái thì bắt đầu mình lại trì cho ba biến đại bi thập chú bán nhã niệm Phật, xong đó thì tụng cho một bộ kinh, một biến kinh Phổ Môn hay một biến kinh Dược Sư hay bộ kinh Địa Tạng đều được cả, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A-di-đà đều được, mình quen tụng kinh gì thì tụng đó, thì cái đấy đều được. Nhưng mà nếu mà để cho yên tâm thì có thể nếu gần chùa nào đó thỉnh các thầy đến, các thầy tư vấn, các thầy giúp cho thì mình yên tâm mãi mãi lâu dài về sau đó. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là một sinh viên năm 4, nay được biết tới ngôi Tam Bảo, được biết thầy có giảng giải câu hỏi cho Phật tử, nay con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Cách đây 7 năm, gia đình con làm ăn đi xuống, vì đó mà mẹ con đi xem bói rồi theo bà đồng. Mẹ con theo và một thời gian đem hết tiền ở nhà rồi bán đất, đi vay họ hàng. Sau khi nợ quá nhiều, nhà con suy sụp, mẹ con tự bỏ bát hương, đốt hết quần áo rồi mẹ bị điên. Gia đình đưa mẹ đi viện, mẹ đỡ và 3 năm như vậy mẹ cứ điên, nhất là tới hè. 2 năm nay mẹ con đỡ hơn, chỉ nói làm nhảm một chút. Nhưng tới năm nay, cách đây 3 tháng, mẹ con tự xây một ngôi điện và giờ rất nhiều người đến chơi, mẹ xem bói cho người ta. Con kính mong thầy chỉ cho con nên làm như thế nào khi mẹ con giờ như vậy. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này gọi là gì? Quỷ nhập xác. Trường hợp này gọi là quỷ thần là mượn xác. Mẹ của một cái bạn trẻ này, bạn trẻ sinh viên năm thứ tư này, trước đây thì cũng vốn không phải là một đồng bóng đâu, nên ra làm ăn thua lỗ suy sụp, cho nên đi xem bói đến để gặp với cái bà đồng nó, thì nó xem các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma quét nhà ra rác, mà đi bói đến cửa đồng cửa điện thì chắc chắn là nhà có việc mới đến rồi. Đến nó bắt nõn vào nó gì, nó phán cho phải ra trình đồng mở phủ thì đương nhiên là theo thôi. Và đây bé nó nói là bán gì tiền của đội nón ra đi hết rồi, là còn bán cả đất cả nhà để gì, để theo nữa. Và khi đất nhà tiền bán đất bán nhà cũng hết, nhảy đồng nhảy bóng mở điện mở phủ nhảy bóng nhảy đóng cũng hết rồi, thì suy nghĩ nhiều thì điên có gì đâu, nghĩ nhiều điên thần kinh có gì đâu. Ở khoa học người ta có bệnh hoang tưởng, y học người ta là bệnh hoang tưởng, có cái tưởng tượng ra. Thế bây giờ lại bảo là bây giờ thì ốm đau mấy năm như vậy, bây giờ thì lại tự nhiên lại xây điện lên lại bảo gì, lại xem bói cho người ta, chắc là quả này lại gì. Có hai trường hợp, một là để gì báo thù. Báo thù làm sao? Ngày xưa tôi ra đi xem mà gì mà mất nhà mất cửa, nay tôi sẽ báo thù để lấy lại cái của tôi mất ngày xưa. Đấy là một trường hợp. Những trường hợp này thì cũng khó, vì nói mà không đúng thì họ không đến đâu. Trường hợp thứ hai là gì? Do quỷ thần mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Đấy, cho nên quỷ thần nhập vào, mượn xác nhập vào để kiếm ăn, thì nó thì quỷ thần trong kinh Đức Phật nói nó cũng có thần thông, nó có tha tâm thông, nó biết được kiếp trước của người này người tọ nọ, thậm chí là 5 đời 10 đời, thậm chí hàng trăm đời, thậm chí là hàng quỷ thần mà có gì có phúc đó, nó biết hàng nghìn đời. Đấy. Nhưng ngoài nghìn đời thì nó chịu, nó không nói gì được nữa. Nhưng mà ít quỷ thần nào mà nói được nghìn đời lắm, chỉ nói được 3 đời, 5 đời, 10 đời trở lại là gì? Là nhiều thôi. Những quỷ thần bé bé nó hay đi làm những cái việc như vậy. Còn những cái việc quỷ thần mà có phúc báo thì người ta lại trong một cái ngôi đình hoặc một ngôi đền hoặc ngôi miếu được dân tình gì đến thờ phụng một cách chân chính thì không sao, thì họ không có phải đi gì mượn xác của những chúng sinh bình thường ở thế gian để kiếm ăn như thế nữa, gọi là cái nghề mưu sinh như vậy nữa. Cho nên trường hợp này Tôi thiên về cái trường hợp là mẹ cái bé này là bị gì, bị quỷ, đang bị quỷ thần là gì, mượn thân để kiếm ăn. Vậy bé bây giờ muốn giải quyết vấn đề này khuyên mẹ không được đâu. Bây giờ từ bé nó phải phát một cái đại nguyện lớn. Đó là phát một đại nguyện, đó là tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà nhất tâm thì chỉ 1 năm có khi là được thôi. Nhưng cứ phát nguyện lấy 3 năm. Nghe giảng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 3 năm. Sau đó muốn học cái gì thì học, muốn học kinh gì thì học, tu pháp gì thì tu. Nhưng trong vòng 3 năm phát nguyện như vậy, chỉ nghe giảng kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng. Và nhất tâm cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện Bồ Tát Chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ đuổi cái con quỷ mà đang mượn gì, mượn xác của mẹ mình đi. Thì có khi á, nếu mà nhất tâm có khi 21 đến 49 ngày hoặc 100 ngày là gì, mẹ ổn thôi. Nếu mà có đủ duyên thì có khi khuyên mẹ đến đây. Khuyên mẹ đến đây thì gặp các sư, thì nếu có đủ duyên thì các thầy sẽ nói cho, thì có khi lại bỏ được. Vì trong những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, từ khi mà thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, hội tập xong và truyền bá, có rất nhiều không thể đếm được các bà đồng gì bỏ đồng bóng để quay về với Phật. Thậm chí cựu đồng 30 năm để nhảy đồng, xem bói không biết là bao nhiêu ngàn người rồi. Nhưng bây giờ là gì, lại đến quỳ gối dưới chân thầy để gì, để xin giải đồng giải điện cho để tụng kinh Địa Tạng để theo Phật. Vì sao? Vì bây giờ thì cái thứ nhất là không còn tiền để nhảy đồng nữa. Cái thứ hai, bây giờ đọc kinh Địa Tạng biết được nhân quả. Mỗi một lần á, làm lễ cho người ta lại giết mổ mấy con gà rồi, cái đầu lợn vân vân, cái thủ lợn vân vân đó. Cho nên bây giờ sợ nhân quả rồi, cho nên không dám gì, không muốn theo nữa, và muốn sám hối và quay về với Phật, tu hành từ bi của Phật để sám hối cái nghiệp chướng trước đây. Đồng bóng hơn 30 năm, đồng cựu nổi tiếng ở Hà Nội chứ không phải không. Ngày nào cũng có gì, có người chờ hàng vài chục người, hàng trăm người chờ xếp hàng để xem bói, để cúng lễ. Nhưng bây giờ thì quay về với Phật. Đó. Mà không chỉ một người đó mà rất nhiều người. Tháng nào cũng có gì, ít nhất là cũng có vài người, thậm chí có hàng chục người, hơn chục người gì đến để xin nhà chùa giải điện cho. Tức là giải điện để về với Phật, để thờ Phật tại gia và chỉ có tụng kinh niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật thôi. Đó. Cho nên trường hợp này cũng có thể khuyên bé là có duyên cứ đưa mẹ đến đây. Nếu đủ duyên thì các thầy sẽ giúp cho được, thì càng sớm càng tốt. Một bạn sinh viên hỏi rằng: A-di-đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy có thể trả lời giúp con ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. Hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật có Bồ Tát thì thực sự là có Phật có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì là có thì là có thật, mà tin là không có thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hiện trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật. Ngài nhìn thấy gì? Chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm hôm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời, bạn ra và nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Chứ bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác, các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy. Cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì mở mắt không nhìn thấy. Và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tội phúc cho nên gì họ thoải mái làm những việc gì, việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra, thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận, tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì không làm những việc gì ác mà tại sao tôi lại khổ thế? Nhưng thực tế gì họ làm rất nhiều việc ác nhưng họ không biết. Một bạn đã hỏi: bạch thầy, con là sinh viên sống xa nhà, dạo gần đây con thường hay mơ ở nhà bố con mất và có tang lễ, đây có phải là điểm báo gì không ạ? Ở nhà bố con vẫn khỏe mạnh nhưng con lại hay mơ như vậy nên rất lo lắng, mong thầy giải đáp cho con ạ. A-di-đà Phật. Bạn cũng không nên quá lo lắng vào điều này làm gì. Theo thường thì các cụ ấy nói nếu mơ thấy người chết thì là gì? Thế là điểm lành. Nhưng mà điểm lành này thường là báo cho gì? Một cái sự là mình chuẩn bị phải chuẩn bị cho một cái tinh thần vững vàng để sống một cuộc sống độc lập, có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, các cụ ấy sẽ giải thích cho em. Mơ thấy để sinh rữ tử lành, mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì lại là điểm gì? Điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm, không đáng lo lắm đâu. Cho nên bạn cứ yên tâm. Nhưng dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng. Như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu bạn lúc nãy. Các cụ nói mơ thấy gì? Sinh rữ tử lành. Cho nên cái này cũng như các cụ ấy giảng mơ thấy máu hay me thấy người chết đó, cũng là chỉ cho sự bạn chuẩn bị có một cái sự thay đổi. Thay đổi mà bạn phải hướng tới cuộc sống tự lập nhiều hơn là cái cuộc sống của bạn đang được sự bao bọc che chở của bố mẹ như bây giờ. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi, từ khi bác con mất con hay thường xuyên mơ bác con, thầy cho con hỏi đấy là điều lành hay điều dữ? Hay mơ thấy người thân đã mất, trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người ta đang cần sự trợ giúp của mình, và bạn nên gì? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và bảo người thân nhà bác con nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho bác con. Và tốt nhất thì nên thì có gần chùa nào thì nên ra chùa, nhờ nhà chùa tụng kinh để niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho bác con. Làm được như vậy thì một thời gian vài tuần hoặc một vài tháng sau thì con sẽ không mơ thấy bác con nữa. Thì tức là khi con không thấy nữa, làm được việc đó, không thấy nữa thì có nghĩa là bác con đã được đi thoát hóa đầu thai về kiếp khác có thể tốt hơn bây giờ. Câu thứ ba: thầy quan niệm như thế nào về quan niệm mẹ đơn thân ạ? Thực sự con không có ý định sẽ lấy chồng nữa và cũng khó có thể tìm được người nào thay thế. Quan niệm như thế nào về đơn thân? Đơn thân tức là sống một mình đó, đúng không? Sống một mình, không lập gia đình đó. Con trai thì không lấy vợ, mà con gái thì không lấy chồng đó. Cái này thì có thể thầy nói là tư tưởng của bạn giống như một số những người phương Tây. Họ sống rất là thoáng và họ nghĩ rằng là không, cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái là phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cái tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi, đơn thân để mình không bị phụ thuộc vào gia đình, để mình chơi bời, mình thoải mái, đi quán bar, đi sàn nhảy, rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo thế này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi. Thì khiến cho cái tâm tà của mình á, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình á, càng nặng nề, ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ, thoải mái, nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân, lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm gì? Người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc choáng quá, cho nên về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chứa, chẳng ai chứa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai, người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cui cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ đơn thân, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh á, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình đó, thì đơn thân như thế gì, đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ. Và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì dân tộc, vì đất nước. Đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và như Đức Phật chẳng hạn, cuộc sống của Ngài gì nhung lụa, vợ đẹp quan ngoan, cung vàng điện ngọc vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà vì cái tâm tha thiết cầu đạo, giải thoát cho bản thân và tìm đường giải thoát cho chúng sinh ấy, cho nên là gì? Ngài quyết định xuất gia sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Đơn thân như vậy thì mới gọi là cuộc sống đơn thân đẹp nhất. Còn đơn thân mà chỉ để, như thầy nói lại một lần nữa, đơn thân mà chỉ để gì? Để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân của mình, thì đơn thân như vậy là càng đi vào chỗ đọa xứ, khổ đau nhiều hơn. Rồi một ngày nào đó bạn nhìn những người chung quanh bạn sống đơn thân theo cái kiểu đó thì thấy 10 người thì đến 8-9 người khổ đau khi về tuổi già, cô liêu lẻ bóng, đi ra đi vào một mình vò võ, chẳng ai người ta thương tưởng mình cả. Vì lúc còn trẻ mình gì, mình đi sai đường thì lúc già mình phải chịu quả báo đó thôi. Đến là già còn thế, sau khi chết đi không biết đi về đâu. Câu thứ hai bạn hỏi là con thường mơ thấy Phật. Được Phật hỏi là có muốn làm đệ tử Phật không? Con chưa biết trả lời như thế nào thì Phật lại lắc đầu rồi biến mất. Vì sao? Vì tâm con chưa đủ mạnh mẽ. Đời trước con có thể là một vị gì? Một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni, tức là một vị xuất gia đó. Đã tu hành rồi nhưng mà chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa tự giải thoát được, mới chỉ có đủ được cái phúc để làm người ở kiếp sau, được cái phúc báo như bây giờ và được gặp Phật Pháp, lại có một chút tín tâm với Phật. Nhưng mà thường ngủ chiêm bao thấy Phật hỏi thì có muốn làm đệ tử Phật không thì chưa kịp trả lời gì, thì Phật lại lắc đầu mà biến mất. Cái này là bạn nên cũng phải tự đi tìm câu trả lời đấy. Lần sau á, nếu Phật á, bạn vừa thấy Phật một cái là gì, bạn không cần để cho Phật hỏi là gì, có muốn làm đệ tử Phật không, mà bạn là gì, hãy quỳ xuống lễ Phật 3 lễ là xin Phật là gì, cho con được làm đệ tử của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ không biến đi, mà Ngài sẽ gì, lấy tay và xoa đầu con. Nếu đúng như lời thầy nói như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải đi một lối rẽ khác. Có thể trước mắt lối rẽ ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng đi được một đoạn thời gian đó thì bạn sẽ thấy là rất an vui, hạnh phúc và tĩnh tại. Rồi thậm chí là bạn sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Rồi bạn hỏi là giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? Chắc chắn giấc mơ này đối với người khác thì có thể không có ý nghĩa, nhưng đối với bạn thì rất có ý nghĩa. Bạn nên suy nghĩ về điều đó và trân trọng về điều đó, và nên suy nghĩ rất kỹ về nó và quyết định cuộc đời của mình cho nó có một bước đi đúng đắn nhất. Một bạn nữa hỏi: thưa thầy, con có đọc qua vài quyển kinh của bà nội. Trong kinh có cụm từ giữ thân trai giới. Con đọc nhưng chưa hiểu. Thầy có thể giúp con giải thích giữ thân trai giới là gì không ạ? Giữ thân trai giới tức là sao? Thân thì không gì. Trong kinh Đức Phật nói con người ta có 10 nghiệp mà nghiệp ác, gọi là thập thiện và thập ác, 10 việc ác và 10 việc thiện. Thì với thân thì 3 nghiệp lấy thân là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục. Đó, thuộc về gì? Về thân nghiệp, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử thì đó là gì? Đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là 4 khẩu về nghiệp về miệng, 4 khẩu nghiệp về miệng, đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải chính hạnh, vợ chồng cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Thì trường hợp như vậy là gọi là Phật tử, đã gọi là Phật tử thì mà làm những hạnh tà dâm như vậy, Phật nói là không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử tại gia của Phật. Người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục rồi. Đó, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó là cái giới thì gọi là giữ thân trai giới thì là như vậy. Thân thì 3 nghiệp: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu cũng thuộc về thân, đúng không? Khẩu cũng thuộc về tư miệng, cũng thuộc về gì? Trên thân chúng ta. Cho nên cũng thuộc về gì? Về cái nghiệp ở trên thân nữa, cũng phải giữ đó, không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. 4 nghiệp về khẩu đó là 4, 3 là 7. Còn 3 nghiệp về tâm thì nó thuộc về gì? Về ý thức, về trong A Lại Gia, mạt na thức và ý thức rồi. Thì điều này nó sâu sắc hơn. Thì không tham, không sân và không si. Đấy là 3 nghiệp căn bản về tâm ý, để không tham lam, không sân giận và không si mê. Đây gọi là giữ thân trai giới, tức là như chúng tôi vừa giải thích đó. Đấy, Phật tử về nên nghe giảng nhiều và nên đọc sách nhiều để có thể sẽ hiểu rộng thêm về Phật pháp. Câu thứ 6. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy một việc như sau. Hiện nay trên bàn thờ của gia đình nhà con có 4 bát hương, gồm: 1 bát hương thờ thần linh, 1 bát hương thờ gia tiên, 2 bát hương thờ bà cô và ông Mãnh. Bây giờ con muốn gộp chung bát hương bà cô và ông Mãnh vào làm một. Như vậy trên bàn thờ còn 3 bát hương. Xin thầy chỉ bảo con làm như vậy có được không? Nếu được thì con phải làm thủ tục như thế nào khi gộp 2 bát hương trên? Dạ con kính bạch thầy ạ. Thì thường thì ngày xưa các cụ chúng ta nói là nếu mà thờ thì thường là 3 bát hương hoặc là 1 bát hương. Nhưng mà 1 bát hương mà thờ chung, trên ban thờ mà 1 bát hương thờ chung cả thần linh và gia tiên là một thì cũng không ổn. Vì ngày xưa các thầy đi học, ngay các cụ hòa thượng thượng tọa nói rằng gia tiên chúng ta không thể ngồi chung với thần linh được, vì thần linh các ngài là gì? Cao hơn. Đây là theo cái các cụ ngày xưa các cụ dạy, cũng như là cái quan niệm của dân gian chúng ta như vậy. Phật, thánh, sang đến thần, sang đến mới phàm phu chúng ta. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là chúng ta biết là ví dụ như đi đình, đi đền chẳng hạn, ngày lễ, ngày Tết, ngày đại lễ chẳng hạn, phân ra từng chiếu Hà Nội. Các cụ thượng thì ngồi chiếu trên, cụ trung thì ngồi chiếu giữa, và cụ hạ thì ngồi chiếu dưới. Đó, cho nên cái quan niệm, cái cách sống của người xưa như vậy. Cho nên thì sau khi cho đến bây giờ cái phong tục tập quán thì nó thành cái thói quen, nếp quen rồi. Cho nên thì người ta cũng không thờ chung là 1 bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu chung hổ lốn tất cả vào một cái. Và thường là phải 3 cái. một cái thần linh to hơn thì để ở giữa, trang trọng. Còn cái gia tiên thì thờ bên tay phải của mình hướng vào, tức là tay trái của thần linh hướng ra, tay phải của mình lễ Phật thế này, và bên tay phải của mình hướng vào á, thì đấy gọi là bên đấy để gia tiên, và bên tay trái của mình hướng vào á thì để tổ cô tổ cậu. Đấy, ba cái như vậy. Thế còn gia đình nào mà thờ Phật, Phật thì ra ngoài tam giới rồi, Phật thì không tính vào trong cái vòng tam giới ấy. Cho nên nếu mà họ có thờ Phật nữa thì trên bàn thờ mà thấy có 4 cái, thường là một cái để cao hơn, kê một cái kệ cao hơn khoảng 15, 20, 30 phân, hoặc treo cái giá lên cao á, thì đó là thờ Phật. Thì Phật thì không tính vào ở trong tam giới, Phật là gì? Xuất ly tam giới, cho nên không tính vào trong đó. Thì vậy mà nếu có 4, một cái thờ Phật nữa là 4 thì cũng không sao. Còn trên bàn thờ mà không thờ Phật thì có 3 cái: thần linh, gia tiên, Phật tử này nói tổ cô một cái, tổ cậu một cái, thì 2 cái nên dồn là 1. Vì các thầy ở đây hay đi bốc bát hương cho các Phật tử, cũng hướng dẫn cho Phật tử thường tổ cô tổ cậu dồn là 1. Đó. Thì ngày xưa thì cũng có nhà là cứ một cô một cái, một cậu một cái. Có gia đình có mất 2-3 cô cậu mất trẻ thì 2-3 bát hương để 2-3 cái, mỗi một cái là để nóng cái nhỏ nhỏ trên tường, cái treo đầy vào nhà. Có khi nhìn thấy 4-5 cái bàn thờ, hỏi làm sao thờ lắm thế, bảo nhà con nhiều bà cô cũng mạnh. Nhiều nhà thì họ lại đấy, gặp các ông thầy họ tư vấn cho thờ như thế. Đặc biệt ở nông thôn, thành phố thì bây giờ thì cái văn minh đô thị nó cũng đỡ rồi. Nhà nông thôn ngày xưa chúng tôi đến những cái nhà cổ có nhà thì cao thủ là tôi đến cái nhà dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Ngày xưa tôi có cái chùa ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, Hoài Đức. Đến một cái nhà là có 11 ban thờ. 11 ban thờ. Thế hỏi ra người ta bảo đây là ban thờ thần linh này, đây là ban thờ cụ cố này, đây là ban thờ ông nội này, đây là ban thờ bố này, đây là ban thờ mẹ này. Còn đây ban thờ là gì? 6-7 cái vong, thì người thì là anh liệt sĩ trẻ này, người thì là cô đỏ này, là cậu đỏ này, cái gì vân vân, đến 11 cái ban thờ. Treo đầy tường. Mỗi ban thờ một cái bát hương, treo đầy tường. Cái ban thờ thần linh giữa to nhất thì để ở dưới cái tủ chè nhà ngày xưa. Thế hỏi làm sao mà thờ nhiều như thế, bảo là các cụ ngày xưa thờ như thế. Thờ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ, sinh ra lớn lên thì đã thấy bát hương như thế, rồi cứ thế là thờ thôi. Khi chúng tôi đến để làm lễ mới dồn lại cho thì 3 cái, một cái thần linh giữa, cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu tất cả trong cái gia đình chi họ đấy một cái. Thế là nhìn nó trang nghiêm thế nào. Nhà cửa ai đến thấy là nó cũng không nặng nề về vấn đề gì, vấn đề tâm linh quá. Âm dương nó phải hài hòa. Đến một cái gia đình mà cứ thấy là tâm linh mà nó lúc chỗ nào đến 11 cái ban thờ trong một phòng, thì một cái phòng khách ấy thì mọi người đến chỉ thấy thờ phụng, như là còn nặng nề hơn là vào đồng bóng, nặng nề hơn là vào một cái phổ, cái điện thờ. Thế mọi người ai đến nhà mình, người ta ngồi, người ta có việc người ta đến nhà mình, người ta ngồi uống nước, người ta có khi người ta cũng ngại, không dám ngồi lâu. Cho nên cái này thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng đấy cái phong tục tập quán ngày xưa. Còn là Phật tử đây thì có muốn dồn vào thì nên làm cách nào? Thì cái này thì tốt nhất thì nên đến một cái chùa gần nhất thì bạch các thầy có thể tư vấn cho mình làm thì nó đúng hơn, mà mình yên tâm. Đấy, mình yên tâm. Không thì nếu mà làm lại thì trước khi làm mà thế nên trì 3 biến đại bi thập chú, bát nhã và niệm Phật. Niệm Phật xong một cái thì bắt đầu mình khấn thần linh gia tiên nhà mình, tổ cô tổ cậu, cái việc như thế, chúng con là con cháu tên là như thế, địa chỉ như thế, nay xin đem công đức trì chú niệm Phật lễ Phật này để hồi hướng cầu nguyện thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, thì chứng minh cho chúng con xin được dồn 2 bát hương tổ cô tổ cậu của dòng họ nhà mình là gì đấy, nói ra địa chỉ ở đâu vân vân đó, thì để dồn vào là 1 để thờ phụng cho nó trang nghiêm. Thế như thế xong một cái thì làm xong một cái thì bắt đầu mình lại trì cho 3 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong đó thì tụng cho một bộ kinh, một biến kinh Phổ Môn, hay một biến kinh Dược Sư, hay bộ kinh Địa Tạng đều được cả, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A-di-đà đều được, mình quen tụng kinh gì thì tụng. Đó, thì cái đấy đều được. Nhưng mà nếu mà để cho yên tâm thì có thể nếu gần chùa nào đó thỉnh các thầy đến, các thầy tư vấn, các thầy giúp cho thì mình yên tâm mãi mãi lâu dài về sau. Đó. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là một sinh viên năm 4, nay được biết tới ngôi Tam Bảo, được biết thầy có giảng giải Câu hỏi cho Phật tử: nay con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Cách đây 7 năm, gia đình con làm ăn đi xuống, vì đó mà mẹ con đi xem bói rồi theo bà Đồng. Mẹ con theo và một thời gian đem hết tiền ở nhà rồi bán đất, đi vay họ hàng. Sau khi nợ quá nhiều, nhà con suy sụp, mẹ con tự bỏ bát hương, đốt hết quần áo rồi mẹ bị điên. Gia đình đưa mẹ đi viện, mẹ đỡ và 3 năm như vậy mẹ cứ điên, nhất là tới hè. 2 năm nay mẹ con đỡ hơn, chỉ nói làm nhảm một chút. Nhưng tới năm nay, cách đây 3 tháng, mẹ con tự xây một ngôi điện và giờ rất nhiều người đến chơi, mẹ xem bói cho người ta. Con kính mong thầy chỉ cho con nên làm như thế nào khi mẹ con giờ như vậy. Con xin cảm ơn thầy. A-di-đà Phật. Cái trường hợp này gọi là gì? Quỷ nhập xác. Trường hợp này gọi là quỷ thần, là mượn xác. Mẹ của một cái bạn trẻ này, bạn trẻ sinh viên năm thứ tư này, trước đây thì cũng vốn không phải là một đồng bóng đâu, nên ra làm ăn thua lỗ, suy sụp, cho nên đi xem bói đến để gặp với cái bà Đồng nó, thì nó xem là các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma quét nhà ra rác, mà đi bói đến cửa đồng cửa điện thì chắc chắn là nhà có việc mới đến rồi. Đến nó bắt nõn và nó gì, nó phán cho phải ra trình đồng mở phủ thì đương nhiên là theo thôi. Và đây bé nó nói là bán gì, tiền của đội nón ra đi hết rồi, là còn bán cả đất cả nhà để gì, để theo nữa. À, khi đất nhà, tiền bán đất bán nhà cũng hết, nhảy đồng nhảy bóng, mở điện mở phủ, nhảy bóng nhảy bóng cũng hết rồi, thì suy nghĩ nhiều thì điên có gì đâu. Nghĩ nhiều điên, thần kinh có gì đâu. Ở khoa học người ta có bệnh hoang tưởng, y học người ta là bệnh hoang tưởng. Có cái tưởng tượng ra. Thế bây giờ lại bảo là bây giờ thì ốm đau mấy năm như vậy, bây giờ thì lại tự nhiên lại xây điện lên, lại bảo gì, lại xem bói cho người ta. Chắc là quả này lại gì? Có hai trường hợp. Một là để gì? Báo thù. Báo thù làm sao? Ngày xưa tôi gì, tôi ra đi xem mà gì mà mất nhà mất cửa, nay tôi thì tôi sẽ báo thù để lấy lại cái của tôi mất ngày xưa. Đấy là một trường hợp. Những trường hợp này thì cũng khó, vì nói mà không đúng thì họ không đến đâu. Trường hợp thứ hai là gì? Do quỷ thần mượn gì, mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Đấy, cho nên quỷ thần nhập vào, mượn xác nhập vào để kiếm ăn, thì nó thì quỷ thần trong kinh Đức Phật nói nó cũng có thần thông, nó có tha tâm thông, nó biết được kiếp trước của người này người tọ nọ, thậm chí là 5 đời 10 đời, thậm chí hàng trăm đời, thậm chí là hàng quỷ thần mà có gì có phúc đó, nó biết hàng nghìn đời. Đấy. Nhưng ngoài nghìn đời thì nó chịu, nó không nói gì được nữa. Nhưng mà ít quỷ thần nào mà nói được nghìn đời lắm, chỉ nói được 3 đời 5 đời 10 đời trở lại là gì, là nhiều thôi. Những quỷ thần bé bé nó hay đi làm những cái việc như vậy. Còn những cái việc quỷ thần mà có phúc báo thì người ta lại trong một cái ngôi đình hoặc một ngôi đền hoặc ngôi miếu được dân tình gì đến thờ phụng một cách chân chính thì không sao, thì họ không có phải đi gì, mượn xác của những chúng sinh bình thường ở thế gian để kiếm ăn như thế nữa, gọi là cái nghề mưu sinh như vậy nữa. Cho nên trường hợp này tôi thiên về cái trường hợp là mẹ cái bé này là bị gì, bị quỷ, đang bị quỷ thần là gì, mượn thân để kiếm ăn. Vậy bé bây giờ muốn giải quyết vấn đề này khuyên mẹ không được đâu. Bây giờ từ bé nó phải phát một cái đại nguyện lớn. Đó là phát một đại nguyện, đó là tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà nhất tâm thì chỉ 1 năm có khi là được thôi. Nhưng cứ phát nguyện lấy 3 năm. Nghe giảng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 3 năm. Sau đó muốn học cái gì thì học, muốn học kinh gì thì học, tu pháp gì thì tu. Nhưng trong vòng 3 năm phát nguyện như vậy, chỉ nghe giảng kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng. Và nhất tâm cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện Bồ Tát Chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ đuổi cái con quỷ mà đang mượn gì, mượn xác của mẹ mình đi. Thì có khi á, nếu mà nhất tâm có khi 21 đến 49 ngày hoặc 100 ngày là gì, mẹ ổn thôi. Nếu mà có đủ duyên thì có khi khuyên mẹ đến đây. Khuyên mẹ đến đây thì gặp các sư, thì nếu có đủ duyên thì các thầy sẽ nói cho, thì có khi lại bỏ được. Vì trong những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, từ khi mà thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bá một kinh Địa Tạng này, hội tập xong và truyền bá, có rất nhiều không thể đếm được các bà đồng gì bỏ đồng bóng để quay về với Phật. Thậm chí cựu đồng 30 năm đi nhảy đồng, xem bói không biết là bao nhiêu ngàn người rồi. Nhưng bây giờ là gì? Lại đến quỳ chân dưới, quỳ gối dưới chân thầy để gì? Để xin giải đồng giải điện cho đế tụng kinh Địa Tạng để theo Phật. Vì sao? Vì bây giờ thì cái thứ nhất là không còn tiền để nhảy đồng nữa. Cái thứ hai, bây giờ đọc kinh Địa Tạng biết được nhân quả. Mỗi một lần đó, làm lễ cho người ta là giết mổ mấy con gà rồi cái đầu lợn vân vân, cái thủ lợn vân vân đó. Cho nên bây giờ sợ nhân quả rồi. Cho nên không dám gì, không muốn theo nữa và muốn sám hối và quay về với Phật, tu hành từ bi của Phật để sám hối cái nghiệp chướng trước đây. Đồng bóng hơn 30 năm ở đồng cựu, nổi tiếng ở Hà Nội chứ không phải không. Ngày nào cũng có gì, có người chờ hàng vài chục người, hàng trăm người chờ xếp hàng để xem bói, để cúng lễ. Nhưng bây giờ thì quay về với Phật. Đó. Mà không chỉ một người đó mà rất nhiều người. Tháng nào cũng có gì, ít nhất là cũng có vài người, thậm chí có hàng chục người, hơn chục người gì đến để xin nhà chùa giải điện cho. Tức là giải điện để về với Phật, để thờ Phật tại gia và chỉ có tụng kinh niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật thôi. Đó. Cho nên trường hợp này cũng có thể khuyên bé là có duyên cứ đưa mẹ đến đây. Nếu đủ duyên thì các thầy sẽ giúp cho được thì càng sớm càng tốt. Một bạn sinh viên hỏi rằng: A-di-đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy có thể trả lời giúp con ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. Hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật có Bồ Tát thì thực sự là có Phật có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì là có thì là có thật, mà tin là không có thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hiện trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật. Ngài nhìn thấy gì? Chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời, bạn ra và nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Thế bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác Các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy. Cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì mở mắt không nhìn thấy. Và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tội phúc cho nên gì họ thoải mái làm những việc gì, việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra, thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận, tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì không làm những việc gì ác mà tại sao tôi khổ thế? Nhưng thực tế gì họ làm rất nhiều việc ác nhưng họ không biết. Một bạn đã hỏi: bạch thầy, con là sinh viên sống xa nhà, dạo gần đây con thường hay mơ ở nhà bố con mất và có tang lễ, đây có phải là điểm báo gì không ạ? Ở nhà bố con vẫn khỏe mạnh nhưng con lại hay mơ như vậy nên rất lo lắng, mong thầy giải đáp cho con ạ. A-di-đà Phật. Bạn cũng không nên quá lo lắng vào điều này làm gì. Theo thường thì các cô ấy nói nếu mơ thấy người chết thì là gì? Thế là điểm lành. Nhưng mà điểm lành này thường là báo cho gì? Một cái sự là mình chuẩn bị phải chuẩn bị cho một cái tinh thần vững vàng để sống một cuộc sống độc lập, có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, các cụ ấy sẽ giải thích chứ nhỉ? Mơ thấy để sinh rữ tử lành, mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì gì? Lại là điểm gì? Điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm, không đáng lo lắm đâu. Cho nên bạn cứ yên tâm. Nhưng dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng. Như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu bạn lúc nãy. Các cụ nói mơ thấy gì? Sinh rữ tử lành. Cho nên cái này cũng như các cụ ấy giảng mơ thấy máu hay me thấy người chết đó, cũng là chỉ cho sự bạn chuẩn bị có một cái sự thay đổi. Thay đổi mà bạn phải hướng tới cuộc sống tự lập nhiều hơn là cái cuộc sống của bạn đang được sự bao bọc che chở của bố mẹ như bây giờ. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi, từ khi bác con mất con hay thường xuyên mơ bác con, thầy cho con hỏi đấy là điều lành hay điều dữ? Hay mơ thấy người thân đã mất. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người ta đang cần sự trợ giúp của mình, và bạn nên gì? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và bảo người thân nhà bác con nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho bác con. Và tốt nhất thì nên thì có gần chùa nào thì nên ra chùa, nhờ nhà chùa tụng kinh để niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho bác con. Làm được như vậy thì một thời gian vài tuần hoặc một vài tháng sau thì con sẽ không mơ thấy bác con nữa. Thì tức là khi con không thấy nữa, làm được việc đó, không thấy nữa thì có nghĩa là bác con đã được đi thoát hóa đầu thai về kiếp khác có thể tốt hơn bây giờ. Câu thứ ba: thầy quan niệm như thế nào về quan niệm mẹ đơn thân ạ? Thực sự con không có ý định sẽ lấy chồng nữa và cũng khó có thể tìm được người nào thay thế. Quan niệm như thế nào về đơn thân? Đơn thân tức là sống một mình đó, đúng không? Sống một mình, không lập gia đình đó. Con trai thì không lấy vợ, mà con gái thì không lấy chồng đó. Cái này thì có thể thầy nói là tư tưởng của bạn giống như một số những người phương Tây. Họ sống rất là thoáng và họ nghĩ rằng là không, cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. Lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái là phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cái tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi, đơn thân để mình không bị phụ thuộc vào gia đình, để mình chơi bời, mình thoải mái, đi quán bar, đi sàn nhảy, rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo thế này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi. Thì khiến cho cái tâm tà của mình ấy, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình càng nặng nề, ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ, thoải mái, nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì? Cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân, lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc toán quá, cho nên về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chữa, chẳng ai chữa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cui cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình đó, thì đơn thân như thế gì, đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ. Và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì dân tộc, vì đất nước. Đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và như Đức Phật chẳng hạn, cuộc sống của Ngài gì nhung lụa, vợ đẹp quan ngoan, cung vàng điện ngọc vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà vì cái tâm tha thiết cầu đạo, giải thoát cho bản thân và tìm đường giải thoát cho chúng sinh ấy, cho nên là gì, Ngài quyết định xuất gia sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Đơn thân như vậy thì mới gọi là cuộc sống đơn thân đẹp nhất. Còn đơn thân mà chỉ để, như thầy nói lại một lần nữa, đơn thân mà chỉ để gì, để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân của mình, thì đơn thân như vậy là càng đi vào chỗ đọa xứ, khổ đau nhiều hơn. Rồi một ngày nào đó bạn nhìn những người chung quanh bạn sống đơn thân theo cái kiểu đó thì thấy 10 người thì đến 8-9 người khổ đau khi về tuổi già, cô liêu lẻ bóng, đi ra đi vào một mình vò võ, chẳng ai người ta thương tưởng mình cả. Vì lúc còn trẻ mình gì, mình đi sai đường thì lúc già mình phải chịu quả báo đó thôi. Đến là già còn thế, sau khi chết thì không biết đi về đâu. Câu thứ hai bạn hỏi là con thường mơ thấy Phật. Được Phật hỏi là có muốn làm đệ tử Phật không? Con chưa biết trả lời như thế nào thì Phật lại lắc đầu rồi biến mất. Vì sao? Vì tâm con chưa đủ mạnh mẽ. Đời trước con có thể là một vị gì? Một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni, tức là một vị xuất gia đó. Đã tu hành rồi nhưng mà chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa tự giải thoát được, mới chỉ có đủ được cái phúc để làm người ở kiếp sau, được cái phúc báo như bây giờ và được gặp Phật Pháp, lại có một chút tín tâm với Phật. Nhưng mà thường ngủ chiêm bao thấy Phật hỏi thì có muốn làm đệ tử Phật không, thì chưa kịp trả lời gì thì Phật lại lắc đầu mà biến mất. Cái này là bạn nên cũng phải tự đi tìm câu trả lời đấy. Lần sau á, nếu Phật á, bạn vừa thấy Phật một cái là gì, bạn không cần để cho Phật hỏi là gì, có muốn làm đệ tử Phật không, mà bạn là gì, hãy quỳ xuống lễ Phật 3 lễ là xin Phật là gì, cho con được làm đệ tử của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ không biến đi, mà Ngài sẽ gì, lấy tay và xoa đầu con. Nếu đúng như lời thầy nói như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải đi một lối rẽ khác. Có thể trước mắt lối rẽ ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng đi được một đoạn thời gian đó thì bạn sẽ thấy là rất an vui, hạnh phúc và tĩnh tại. Rồi thậm chí là bạn sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Rồi bạn hỏi là giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? Chắc chắn giấc mơ này đối với người khác thì có thể không có ý nghĩa, nhưng đối với bạn thì rất có ý nghĩa. Bạn nên suy nghĩ về điều đó và trân trọng về điều đó, và nên suy nghĩ rất kỹ về nó và quyết định cuộc đời của mình cho nó có một bước đi đúng đắn nhất. Một bạn nữa hỏi: thưa thầy, con có đọc qua vài quyển kinh của bà nội. Trong kinh có cụm từ giữ thân trai giới. Con đọc nhưng chưa hiểu. Thầy có thể giúp con giải thích giữ thân trai giới là gì không ạ? Giữ thân trai giới tức là sao? Thân thì không gì. Trong kinh Đức Phật nói con người ta có 10 nghiệp mà nghiệp ác, gọi là thập thiện đó, và thập ác, 10 việc ác và 10 việc thiện. Thì với thân đó, thì 3 nghiệp nơi thân là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục đó. Thuộc về thân nghiệp, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử thì đó thì đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là 4 khẩu về nghiệp về miệng, 4 khẩu nghiệp về miệng đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là không, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải chính hạnh, vợ chồng á, cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng quan được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Thì trường hợp như vậy là gọi là Phật tử, đã gọi là Phật tử thì mà làm những hành tà dâm như vậy, Phật nói là không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử tại gia của Phật. Người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục rồi. Đó, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó là cái giới thì gọi là giữ thân trai giới thì là như vậy. Thân thì 3 nghiệp không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu cũng thuộc về thân đúng không? Khẩu cũng thuộc về tư, miệng cũng thuộc về gì? Trên thân chúng ta. Cho nên cũng thuộc về gì? Về cái nghiệp ở trên thân nữa, cũng phải giữ đó, không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. 4 nghiệp về khẩu đó là 4, 3 là 7. Còn 3 nghiệp về tâm thì nó thuộc về gì? Về ý thức, về trong A Lại Gia mạt na thức và ý thức rồi. Thì điều này nó sâu sắc hơn. Thì không tham, không sân và không si. Đấy là 3 nghiệp căn bản về tâm ý, không tham lam, không sân giận và không si mê. Đây gọi là giữ thân trai giới, tức là như chúng tôi vừa giải thích đó. Đấy, Phật tử về nên nghe giảng nhiều và nên đọc sách nhiều để có thể sẽ hiểu rộng thêm về Phật pháp. Câu thứ 6. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy một việc như sau. Hiện nay trên bàn thờ của gia đình nhà con có 4 bát hương, gồm 1 bát hương thờ thần linh, 1 bát hương thờ gia tiên, 2 bát hương thờ bà cô và ông Mãnh. Bây giờ con muốn gộp chung bát hương bà cô và ông Mãnh vào làm một. Như vậy trên bàn thờ còn 3 bát hương. Xin thầy chỉ bảo con làm như vậy có được không? Nếu được thì con phải làm thủ tục như thế nào khi gộp 2 bát hương trên? Dạ con kính bạch thầy ạ. Thì thường thì ngày xưa các cụ chúng ta nói là nếu mà thờ thì thường là 3 bát hương hoặc là 1 bát hương. Nhưng mà 1 bát hương mà thờ chung, trên ban thờ mà 1 bát hương thờ chung cả thần linh và gia tiên là một thì cũng không ổn. Vì ngày xưa các thầy đi học ngay các cụ hòa thượng thượng tọa nói rằng gia tiên chúng ta không thể ngồi chung với thần linh được, vì thần linh các ngài là gì? Cao hơn. Đây là theo cái các cụ ngày xưa các cụ dạy, cũng như là cái quan niệm của dân gian chúng ta như vậy. Đó. Phật, thánh, sau đến thần, sang đến mới phàm phu chúng ta. Đó. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là chúng ta biết là ví dụ như đi đình đi đền chẳng hạn, ngày lễ, ngày Tết, ngày đại lễ chẳng hạn, phân ra từng chiếu Hà Nội. Các cụ thượng thì ngồi chiếu trên, cụ trung thì ngồi chiếu giữa và cụ hạ thì ngồi chiếu dưới. Đó. Cho nên cái quan niệm, cái cách sống của người xưa như vậy. Cho nên thì sau khi cho đến bây giờ cái phong tục tập quán thì nó thành cái thói quen, nếp quen rồi. Cho nên thì người ta cũng không thờ chung là 1 bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu chung hổ lốn tất cả vào một cái rồi. Và thường là phải 3 cái. Một cái thần linh to hơn thì để ở giữa, đấy, trang trọng. Còn cái gia tiên thì thờ bên tay phải của mình hướng vào, tức là tay trái của thần linh hướng ra. Tay phải của mình lễ Phật thế này và bên tay phải của mình hướng vào á, thì đấy gọi là bên đấy để gia tiên, và bên tay trái của mình hướng vào á thì để tổ cô tổ cậu. Đấy, 3 cái như vậy. Thế còn gia đình nào mà thờ Phật, Phật thì ra ngoài tam giới rồi, Phật thì không tính vào trong cái vòng tam giới ấy. Cho nên nếu mà họ có thờ Phật nữa thì trên bàn thờ mà thấy có 4 cái, thường là một cái để cao hơn, kê một cái kệ cao hơn khoảng 15, 20, 30 phân hoặc treo cái giá lên cao á, thì đó là thờ Phật. Thì Phật thì không tính vào ở trong tam giới, Phật là gì? Xuất ly tam giới, cho nên không tính vào trong đó. Vì vậy mà nếu có 4, một cái thờ Phật nữa là 4 thì cũng không sao. Còn trên bàn thờ mà không thờ Phật thì có 3 cái: thần linh, gia tiên, Phật tử này nói tổ cô một cái, tổ cậu một cái, thì 2 cái nên dồn là 1. Vì các thầy ở đây hay đi bốc bát hương cho các Phật tử, cũng hướng dẫn cho Phật tử thường tổ cô tổ cậu dồn là 1. Đó. Thì ngày xưa thì cũng có nhà là cứ một cô một cái, một cộng một cái. Có gia đình có mất 2-3 cô cậu mất trẻ thì 2-3 bát hương để 2-3 cái, mỗi một cái là để đóng cái nhỏ nhỏ trên tường, cái treo đầy. Vào nhà có khi nhìn thấy 4-5 cái bàn thờ, hỏi làm sao thờ lắm thế, bảo nhà con nhiều bà cô ông mạnh. Nhiều nhà thì họ lại đấy, gặp các ông thầy họ tư vấn cho thờ như thế. Đặc biệt ở nông thôn. Thành phố thì bây giờ thì cái văn minh đô thị nó cũng đỡ rồi. Nhưng nông thôn ngày xưa chúng tôi đến những cái nhà cổ có nhà thì cao thủ là tôi đến cái nhà ở dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Ngày xưa tôi có cái chùa ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, Hoài Đức. Đến một cái nhà là có 11 ban thờ. 11 ban thờ. Thế hỏi ra người ta bảo đây là ban thờ thần linh này, đây là ban thờ cụ cố này, đây là ban thờ ông nội này, đây là ban thờ bố này, đây là ban thờ mẹ này. Còn đây ban thờ là gì? 6-7 cái vong, thì người thì là anh liệt sĩ trẻ này, người thì là cô đỏ này, là cậu đỏ này, cái gì vân vân, đến 11 cái ban thờ. Treo đầy tường. Mỗi ban thờ một cái bát hương, treo đầy tường. Cái ban thờ thần linh giữa to nhất thì để ở dưới cái tủ chè nhà ngày xưa. Sẽ hỏi làm sao mà thờ nhiều như thế, bảo là các cụ ngày xưa thờ như thế. Thờ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ. Sinh ra lớn lên thì đã thấy bát hương như thế, rồi cứ thế là thờ thôi. Khi chúng tôi đến để làm lễ mới dồn lại cho thì 3 cái. Một cái thần linh giữa, cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu tất cả trong cái gia đình chi họ đấy một cái. Thế là nhìn nó trang nghiêm thế nào. Nhà cửa ai đến thấy là nó cũng không nặng nề về vấn đề gì, vấn đề tâm linh quá. Âm dương nó phải hài hòa. Đến một cái gia đình mà cứ thấy là tâm linh mà nó lúc chỗ nào đến 11 cái ban thờ trong một phòng, thì một cái phòng khách ấy thì mọi người đến chỉ thấy thờ phụng, như là còn nặng nề hơn là vào đồng bóng, nặng nề hơn là vào một cái phổ, cái điện thờ. Thế mọi người ai đến nhà mình, người ta ngồi, người ta có việc người ta đến nhà mình, người ta ngồi uống nước, người ta có khi người ta cũng ngại, không dám ngồi lâu. Cho nên cái này thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng đấy, cái phong tục tập quán ngày xưa. Còn là Phật tử đây thì có muốn dồn vào thì nên làm cách nào? Thì cái này thì tốt nhất thì nên đến một cái chùa gần nhất thì bạch các thầy có thể tư vấn cho mình làm thì nó đúng hơn và mình yên tâm. Đấy, mình yên tâm. Không thì muốn nếu mà làm lại thì trước khi làm mà thế nên trì 3 biến đại bi thập chú, bát nhã và niệm Phật. Niệm Phật xong một cái thì bắt đầu mình khấn thần linh gia tiên nhà mình, tổ cô tổ cậu, cái việc như thế, chúng con là con cháu tên là như thế, địa chỉ như thế. Nay xin đem công đức trì chú niệm Phật lễ Phật này để hồi hướng cầu nguyện thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, thì chứng minh cho chúng con xin được dồn 2 bát hương tổ cô tổ cậu của dòng họ nhà mình là gì đấy, nói ra địa chỉ ở đâu vân vân đó, thì để dồn vào là một để thờ phụng cho nó trang nghiêm. Thế như thế xong một cái thì làm xong một cái thì bắt đầu mình lại trì cho 3 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật. Xong đó thì tụng cho một bộ kinh, một biến kinh Phổ Môn hay một biến kinh Dược Sư hay bộ kinh Địa Tạng đều được cả, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A-di-đà đều được, mình quen tụng kinh gì thì tụng. Đó, thì cái đấy đều được. Nhưng mà nếu mà để cho yên tâm thì có thể nếu gần chùa nào đó thỉnh các thầy đến, các thầy tư vấn, các thầy giúp cho thì mình yên tâm mãi lâu dài về sau. Đó. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là một sinh viên năm 4, nay được biết tới ngôi Tam Bảo, được biết thầy có giảng giải câu hỏi cho Phật tử, nay con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Cách đây 7 năm, gia đình con làm ăn đi xuống, vì đó mà mẹ con đi xem bói rồi theo bà đồng. Mẹ con theo và một thời gian đem hết tiền ở nhà rồi bán đất, đi vay họ hàng. Sau khi nợ quá nhiều, nhà con suy sụp, mẹ con tự bỏ bát hương, đốt hết quần áo rồi mẹ bị điên. Gia đình đưa mẹ đi viện, mẹ đỡ và 3 năm như vậy mẹ cứ điên, nhất là tới hè. 2 năm nay mẹ con đỡ hơn, chỉ nói làm nhảm một chút. Nhưng tới năm nay, cách đây 3 tháng, mẹ con tự xây một ngôi điện và giờ rất nhiều người đến chơi, mẹ xem bói cho người ta. Con kính mong thầy chỉ cho con nên làm như thế nào khi mẹ con giờ như vậy, Con xin cảm ơn Thầy A-di-đà Phật. Cái trường hợp này gọi là gì? Quỷ nhập xác. Trường hợp này gọi là quỷ thần là mượn xác. Mẹ của một cái bạn trẻ này, bạn trẻ sinh viên năm thứ tư này, trước đây thì cũng vốn không phải là một đồng bóng đâu, nên ra làm ăn thua lỗ, suy sụp, cho nên đi xem bói đến để gặp với cái bà đồng nó thì nó xem các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma có nhà ra rác, mà đi bói đến cửa đồng cửa điện thì chắc chắn là nhà có việc mới đến rồi. Đến nó bắt nõn và nó gì, nó phán cho phải ra trình đồng mở phủ thì đương nhiên là theo thôi. Và đây bé nó nói là bán gì, tiền của đội nón ra đi hết rồi là còn bán cả đất cả nhà để gì, để theo nữa. Khi đất nhà, tiền bán đất bán nhà cũng hết, nhảy đồng nhảy bóng, mở điện mở phủ, nhảy bóng nhảy đóng cũng hết rồi, thì suy nghĩ nhiều thì điên có gì đâu, nghĩ nhiều điên, thần kinh có gì đâu. Ở khoa học người ta gọi bệnh hoang tưởng, y học người ta gọi bệnh hoang tưởng, có cái tưởng tượng ra. Thế bây giờ lại bảo là bây giờ thì ốm đau mấy năm như vậy, bây giờ thì lại tự nhiên lại xây điện lên lại bảo gì, lại xem bói cho người ta, chắc là quả này lại gì. Có hai trường hợp, một là để gì, báo thù. Báo thù làm sao? Ngày xưa tôi gì, tôi ra đi xem mà gì mà mất nhà mất cửa, nay tôi thì tôi sẽ báo thù để lấy lại cái của tôi mất ngày xưa. Đấy là một trường hợp. Những trường hợp này thì cũng khó, vì nói mà không đúng thì họ không đến đâu. Trường hợp thứ hai là gì? Do quỷ thần mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Đấy, cho nên quỷ thần nhập vào, mượn xác nhập vào để kiếm ăn thì nó thì quỷ thần trong kinh Đức Phật nói nó cũng có thần thông, nó có tha tâm thông, nó biết được kiếp trước của người này người tọ nọ, thậm chí là 5 đời, 10 đời, thậm chí hàng trăm đời, thậm chí là hàng quỷ thần mà có gì có phúc đó, nó biết hàng nghìn đời. Đấy. Nhưng ngoài nghìn đời thì nó chịu, nó không nói gì được nữa. Nhưng mà ít quỷ thần nào mà nói được nghìn đời lắm, chỉ nói được 3 đời, 5 đời, 10 đời trở lại là gì, là nhiều thôi. Cái quỷ thần bé bé nó hay đi làm những cái việc như vậy. Còn những cái vị quỷ thần mà có phúc báo thì người ta lại trong một cái ngôi đình hoặc một ngôi đền hoặc ngôi miếu được dân tình gì đến thờ phụng một cách chân chính thì không sao, thì họ không có phải đi gì mượn xác của những chúng sinh bình thường ở thế gian để kiếm ăn như thế nữa, gọi là cái nghề mưu sinh như vậy nữa. Cho nên trường hợp này tôi thiên về cái trường hợp là mẹ cái bé này là bị gì, bị quỷ, đang bị quỷ thần là gì, mượn thân để kiếm ăn. Vậy bé bây giờ muốn giải quyết vấn đề này khuyên mẹ không được đâu. Bây giờ từ bé nó phải phát một cái đại nguyện lớn. Đó là phát một đại nguyện, đó là tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà nhất tâm thì chỉ 1 năm có khi là được thôi. Nhưng cứ phát nguyện lấy 3 năm. Nghe giảng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 3 năm. Sau đó muốn học cái gì thì học, muốn học kinh gì thì học, tu pháp gì thì tu. Nhưng trong vòng 3 năm phát nguyện như vậy, chỉ nghe giảng kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng. Và nhất tâm cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện Bồ Tát Chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ đuổi cái con quỷ mà đang mượn xác của mẹ mình đi. Thì có khi á, nếu mà nhất tâm có khi 21 đến 49 ngày hoặc 100 ngày là gì, mẹ ổn thôi. Nếu mà có đủ duyên thì có khi khuyên mẹ đến đây. Khuyên mẹ đến đây thì gặp các sư, thì nếu có đủ duyên thì các thầy sẽ nói cho, thì có khi lại bỏ được. Vì trong những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, từ khi mà thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, hội tập xong và truyền bá, có rất nhiều không thể đếm được các bà đồng gì bỏ đồng bóng để quay về với Phật. Thậm chí cựu đồng 30 năm để nhảy đồng, xem bói không biết là bao nhiêu ngàn người rồi, nhưng bây giờ lại gì, lại đến quỳ gối dưới chân thầy để gì, để xin giải đồng giải điện cho để tụng kinh Địa Tạng để theo Phật. Vì sao? Vì bây giờ thì cái thứ nhất là không còn tiền để nhảy đồng nữa. Cái thứ hai, bây giờ đọc kinh Địa Tạng biết được nhân quả. Mỗi một lần á, làm lễ cho người ta lại giết mổ mấy con gà rồi, cái đầu lợn vân vân, cái thủ lợn vân vân đó. Cho nên bây giờ sợ nhân quả rồi, cho nên không dám gì, không muốn theo nữa, và muốn sám hối và quay về với Phật, tu hành từ bi của Phật để sám hối cái nghiệp chướng trước đây. Đồng bóng hơn 30 năm, đồng cựu nổi tiếng ở Hà Nội chứ không phải không. Ngày nào cũng có gì, có người chờ hàng vài chục người, hàng trăm người chờ xếp hàng để xem bói, để cúng lễ. Nhưng bây giờ thì quay về với Phật. Đó. Mà không chỉ một người đó mà rất nhiều người. Tháng nào cũng có gì, ít nhất là cũng có vài người, thậm chí có hàng chục người, hơn chục người gì đến để xin nhà chùa giải điện cho. Tức là giải điện để về với Phật, để thờ Phật tại gia và chỉ có tụng kinh niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật thôi. Đó. Cho nên trường hợp này cũng có thể khuyên bé là có duyên cứ đưa mẹ đến đây. Nếu đủ duyên thì các thầy sẽ giúp cho được thì càng sớm càng tốt. Một bạn sinh viên hỏi rằng: A-di-đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy có thể trả lời giúp con ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn thì một số bạn nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. Hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật có Bồ Tát thì thực sự là có Phật có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì là có thì là có thật, mà tin là không có thì gì? Thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hữu trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật. Ngài nhìn thấy gì? Chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm hôm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời, bạn ra bạn nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Chứ bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác, các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy. Cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì? Mở mắt không nhìn thấy. Và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tội phúc cho nên gì? Họ thoải mái làm những việc gì? Việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận: tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì? Không làm những việc gì ác mà tại sao tôi khổ thế? Nhưng thực tế gì? Họ làm rất nhiều việc ác nhưng họ không biết. Một bạn đã hỏi: bạch thầy, con là sinh viên sống xa nhà, dạo gần đây con thường hay mơ ở nhà bố con mất và có tang lễ, đây có phải là điều điềm báo gì không ạ? Ở nhà bố con vẫn khỏe mạnh nhưng con lại hay mơ như vậy nên rất lo lắng, mong thầy giải đáp cho con ạ. A-di-đà Phật. Bạn cũng không nên quá lo lắng vào điều này làm gì. Theo thường thì các cụ ấy nói nếu mơ thấy người chết thì là gì? Thế là điềm lành. Nhưng mà điểm lành này thường là báo cho gì? Một cái sự là mình chuẩn bị phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần vững vàng để sống một cuộc sống độc lập, có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, các cụ người xưa giải thích mơ thấy để sinh rỡ tử lành, mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì lại là điểm gì? Điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm, không đáng lo lắm đâu. Cho nên bạn cứ yên tâm. Nhưng dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A-di-đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng. Như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu bạn lúc nãy. Các cụ nói mơ thấy gì? Sinh rữ tử lành. Cho nên cái này cũng như các cụ ấy giảng mơ thấy máu hay me thấy người chết đó, cũng là chỉ cho sự bạn chuẩn bị có một cái sự thay đổi. Thay đổi mà bạn phải hướng tới cuộc sống tự lập nhiều hơn là cái cuộc sống của bạn đang được sự bao bọc che chở của bố mẹ như bây giờ. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi, từ khi bác con mất, con hay thường xuyên mơ bác con. Thầy cho con hỏi đấy là điều lành hay điều dữ? Hay mơ thấy người thân đã mất? Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người ta đang cần sự trợ giúp của mình, và bạn nên gì? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và bảo người thân nhà bác con nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho bác con. Và tốt nhất thì nên thì có gần chùa nào thì nên ra chùa, nhờ nhà chùa tụng kinh để niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho bác con. Làm được như vậy thì một thời gian vài tuần hoặc một vài tháng sau thì con sẽ không mơ thấy bác con nữa. Thì tức là khi con không thấy nữa, làm được việc đó, không thấy nữa thì có nghĩa là bác con đã được đi thoát hóa đầu thai về kiếp khác có thể tốt hơn bây giờ. Câu thứ ba: thầy quan niệm như thế nào về quan niệm mẹ đơn thân ạ? Thực sự con không có ý định sẽ lấy chồng nữa và cũng khó có thể tìm được người nào thay thế. Quan niệm như thế nào về đơn thân? Đơn thân tức là sống một mình đó, đúng không? Sống một mình, không lập gia đình đó. Con trai thì không lấy vợ, mà con gái thì không lấy chồng đó. Cái này thì có thể thầy nói là tư tưởng của bạn giống như một số những người phương Tây. Họ sống rất là thoáng và họ nghĩ rằng là không, cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. Lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái là phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cái tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi, đơn thân để mình không bị phụ thuộc vào gia đình, để mình chơi bời, mình thoải mái, đi quán bar, đi sàn nhảy, rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo thế này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi. Thì khiến cho cái tâm tà của mình ấy, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình ấy, càng nặng nề, ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ, thoải mái, nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì? Cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân, lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm gì? Người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc tráng quá, cho nên về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chứa, chẳng ai chứa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai, người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cui cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình đó, thì đơn thân như thế gì? Đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ, và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì dân tộc, vì đất nước. Đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và như Đức Phật chẳng hạn, cuộc sống của Ngài gì nhung lụa, vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện ngọc vân vân, cái gì cũng có. Nhưng mà vì cái tâm tha thiết cầu đạo giải thoát cho bản thân và tìm đường giải thoát cho chúng sinh ấy, cho nên là gì? Ngài quyết định xuất gia sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Đơn thân như vậy thì mới gọi là cuộc sống đơn thân đẹp nhất. Còn đơn thân mà chỉ để, như thầy nói lại một lần nữa, đơn thân mà chỉ để gì, để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân của mình, thì đơn thân như vậy là càng đi vào chỗ đọa xứ, khổ đau nhiều hơn. Rồi một ngày nào đó bạn nhìn những người chung quanh bạn sống đơn thân theo cái kiểu đó, thì thấy 10 người thì đến 8-9 người khổ đau khi về tuổi già. Cô liêu lẻ bóng, đi ra đi vào một mình vò võ, chẳng ai người ta thương tưởng mình cả. Vì lúc còn trẻ mình gì, mình đi sai đường thì lúc già mình phải chịu quả báo đó thôi. Nên là già còn thế, sau khi chết đi không biết đi về đâu. Câu thứ hai bạn hỏi là con thường mơ thấy Phật. Được Phật hỏi là có muốn làm đệ tử Phật không? Con chưa biết trả lời như thế nào thì Phật lại lắc đầu rồi biến mất. Vì sao? Vì tâm con chưa đủ mạnh mẽ. Đời trước con có thể là một vị gì? Một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni, tức là một vị xuất gia đó. Đã tu hành rồi nhưng mà chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa tự giải thoát được, mới chỉ có đủ được cái phúc để làm người ở kiếp sau, được cái phúc báo như bây giờ và được gặp Phật Pháp, lại có một chút tín tâm với Phật. Nhưng mà thường ngủ chiêm bao thấy Phật hỏi thì có muốn làm đệ tử Phật không, thì chưa kịp trả lời gì, thì Phật lại lắc đầu mà biến mất. Cái này là bạn nên cũng phải tự đi tìm câu trả lời đấy. Lần sau á, nếu Phật á, bạn vừa thấy Phật một cái là gì, bạn không cần để cho Phật hỏi là gì, có muốn làm đệ tử Phật không, mà bạn là gì, hãy quỳ xuống lễ Phật 3 lễ là xin Phật là gì, cho con được làm đệ tử của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ không biến đi, mà Ngài sẽ gì, lấy tay và xoa đầu con. Nếu đúng như lời thầy nói như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải đi một lối rẽ khác. Có thể trước mắt lối rẽ ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng đi được một đoạn thời gian đó thì bạn sẽ thấy là rất an vui, hạnh phúc và tĩnh tại. Rồi thậm chí là bạn sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Rồi bạn hỏi là giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? Chắc chắn giấc mơ này đối với người khác thì có thể không có ý nghĩa, nhưng đối với bạn thì rất có ý nghĩa. Bạn nên suy nghĩ về điều đó và trân trọng về điều đó, và nên suy nghĩ rất kỹ về nó và quyết định cuộc đời của mình cho nó có một bước đi đúng đắn nhất. Một bạn nữa hỏi: thưa thầy, con có đọc qua vài quyển kinh của bà nội. Trong kinh có cụm từ giữ thân trai giới. Con đọc nhưng chưa hiểu. Thầy có thể giúp con giải thích giữ thân trai giới là gì không ạ? Giữ thân trai giới tức là sao? Thân thì không gì. Trong kinh Đức Phật nói con người ta có 10 nghiệp mà nghiệp ác, gọi là thập thiện đó, và thập ác, 10 việc ác và 10 việc thiện. Thì với thân đó, thì 3 nghiệp lấy thân là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục đó. Thuộc về gì? Về thân nghiệp tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử thì đó là gì? Đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là 4 khẩu về nghiệp về miệng, 4 khẩu nghiệp về miệng đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải chính hạnh. Vợ chồng á, cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ. Thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Thì trường hợp như vậy là gọi là Phật tử, đã gọi là Phật tử thì mà làm những hạnh tà dâm như vậy, Phật nói là không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử tại gia của Phật. Người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục rồi đó, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó là cái giới thì gọi là giữ thân trai giới thì là như vậy. Thân thì 3 nghiệp: không sát sinh không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu cũng thuộc về thân đúng không? Khẩu cũng thuộc về cái miệng, cũng thuộc về gì? Trên thân của chúng ta. Cho nên cũng thuộc về gì? Về cái nghiệp ở trên thân nữa, cũng phải giữ đó, không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. 4 nghiệp về khẩu đó là 4, 3 là 7 ấy. Còn 3 nghiệp về tâm thì nó thuộc về gì? Về ý thức, về trong A lại ra mạt na thức và ý thức rồi. Thì điều này nó sâu sắc hơn. Thì không tham, không sân và không si. Đấy là 3 nghiệp căn bản về tâm ý, không tham lam, không sân giận và không si mê. Đây gọi là giữ thân trai giới, tức là như chúng tôi vừa giải thích đó. Đấy, Phật tử về nên nghe giảng nhiều và nên đọc sách nhiều để có thể sẽ hiểu rộng thêm về Phật pháp. Câu thứ 6. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy một việc như sau. Hiện nay trên bàn thờ của gia đình nhà con có 4 bát hương, gồm 1 bát hương thờ thần linh, 1 bát hương thờ gia tiên, 2 bát hương thờ bà cô và ông Mãnh. Bây giờ con muốn gộp chung bát hương bà cô và ông Mãnh vào làm một. Như vậy trên bàn thờ còn 3 bát hương. Xin thầy chỉ bảo con làm như vậy có được không? Nếu được thì con phải làm thủ tục như thế nào khi gộp 2 bát hương trên? Dạ con kính bạch thầy ạ. Thì thường thì ngày xưa các cụ chúng ta nói là nếu mà thờ thì thường là 3 bát hương hoặc là 1 bát hương. Nhưng mà 1 bát hương ấy, mà thờ chung ấy, trên ban thờ mà 1 bát hương thờ chung cả thần linh và gia tiên là một ấy, thì cũng không ổn. Vì ngày xưa các thầy đi học ngay các cụ hòa thượng thượng tọa nói rằng gia tiên chúng ta không thể ngồi chung với thần linh được, vì thần linh các ngài là gì? Cao hơn. Đây là theo cái các cụ ngày xưa các cụ dạy, cũng như là cái quan niệm của dân gian chúng ta như vậy. Phật, thánh, sau đến thần, sang đến mới phàm phu chúng ta. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là chúng ta biết là ví dụ như đi đình, đi đền chẳng hạn, ngày lễ, ngày Tết, ngày đại lễ chẳng hạn, phân ra từng chiếu Hà Nội. Các cụ thượng thì ngồi chiếu trên, cụ trung thì ngồi chiếu giữa, và cụ hạ thì ngồi chiếu dưới. Đó. Cho nên cái quan niệm, cái cách sống của người xưa như vậy. Cho nên thì sau khi cho đến bây giờ cái phong tục tập quán thì nó thành cái thói quen, nếp quen rồi. Cho nên thì người ta cũng không thờ chung là 1 bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu chung hổ lốn tất cả vào một cái. Và thường là phải 3 cái. Một cái thần linh to hơn thì để ở giữa, đấy, trang trọng. Còn cái gia tiên thì thờ bên tay phải của mình hướng vào, tức là tay trái của thần linh hướng ra. Tay phải của mình lễ Phật thế này và bên tay phải của mình hướng vào á. Thì đấy gọi là bên đấy để gia tiên. Và bên tay trái của mình hướng vào á, thì để tổ cô, tổ cậu. 3 cái như vậy. Thế còn gia đình nào mà thờ Phật, Phật thì ra ngoài tam giới rồi, Phật thì không tính vào ở trong cái vòng tam giới ấy. Cho nên nếu mà họ có thờ Phật nữa thì trên bàn thờ mà thấy có 4 cái, thường là một cái để cao hơn, kê một cái kệ cao hơn khoảng 15, 20, 30 phân hoặc treo cái giá lên cao á, thì đó là thờ Phật. Thì Phật thì không tính vào ở trong tam giới. Phật là gì? Xuất ly tam giới, cho nên không tính vào trong đó. Thì vậy mà nếu có 4, một cái thờ Phật nữa là 4 thì cũng không sao. Còn trên bàn thờ mà không thờ Phật thì có 3 cái: thần linh, gia tiên. Phật tử này nói tổ cô một cái, tổ cậu một cái, thì 2 cái nên dồn là một. Vì các thầy ở đây hay đi bốc bát hương cho các Phật tử, cũng hướng dẫn cho Phật tử thường tổ cô, tổ cậu dồn là một. Đó. Thì ngày xưa thì cũng có nhà là cứ 1 cô một cái, 1 cậu một cái. Có gia đình có mất 2, 3 cô cậu mất trẻ thì 2, 3 bát hương để 2, 3 cái, mỗi một cái là để đóng cái nhỏ nhỏ trên tường, cái treo đầy vào nhà. Có khi nhìn thấy 4, 5 cái bàn thờ, phải làm sao thờ lắm thế. Bảo nhà con nhiều bà cô ông Mãnh. Nhiều nhà thì họ lại đấy, gặp các ông thầy họ tư vấn cho thờ như thế. Đặc biệt ở nông thôn. Thành phố thì bây giờ thì cái văn minh đô thị nó cũng đỡ rồi. Nhưng ở nông thôn ngày xưa chúng tôi đến những cái nhà cổ có nhà thì cao thủ là tôi đến cái nhà dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Ngày xưa tôi có cái chùa ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, Hoài Đức. Đến một cái nhà là có 11 ban thờ. 11 ban thờ. Thế hỏi ra người ta bảo đây là ban thờ thần linh này, đây là ban thờ cụ cố này, đây là ban thờ ông nội này, đây là ban thờ bố này, đây là ban thờ mẹ này. Còn đây ban thờ là gì? 6, 7 cái vong, thì người thì là anh liệt sĩ trẻ này, người thì là cô đỏ này, là cậu đỏ này, cái gì vân vân, đến 11 cái ban thờ. Treo đầy tường. Mỗi ban thờ một cái bát hương, treo đầy tường. Cái ban thờ thần linh giữa to nhất thì để ở dưới cái tủ chè nhà ngày xưa. Sẽ hỏi làm sao mà thờ nhiều như bảo là các cụ ngày xưa thờ như thế. Thờ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ. Sinh ra lớn lên thì đã thấy bát hương như thế, rồi cứ thế là thờ thôi. Khi chúng tôi đến để làm lễ mới dồn lại cho thì ba cái, một cái thần linh giữa, cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu tất cả trong cái gia đình chi họ đấy một cái. Thế là nhìn nó trang nghiêm thế nào. Nhà cửa ai đến thấy là nên nó cũng không nặng nề về vấn đề gì, vấn đề tâm linh quá. Âm dương nó phải hài hòa, đến một cái gia đình mà cứ thấy là tâm linh mà nó lúc chỗ nào đến 11 cái ban thờ trong một phòng, thì một cái phòng khách ấy thì mọi người đến chỉ thấy thờ phụng, như là còn nặng nề hơn là vào đồng bóng, nặng nề hơn là vào một cái phổ, cái điện thờ. Thế mọi người ai đến nhà mình, người ta ngồi, người ta có việc người ta đến nhà mình, người ta ngồi uống nước, người ta có khi người ta cũng ngại, không dám ngồi lâu. Cho nên cái này thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng đấy cái phong tục tập quán ngày xưa. Còn là Phật tử đây thì có muốn dồn vào thì nên làm cách nào? Thì cái này thì tốt nhất thì nên đến một cái chùa gần nhất thì bạch các thầy tư vấn cho mình làm thì nó đúng hơn, mà mình yên tâm. Đấy, mình yên tâm. Không thì muốn nếu mà làm lại thì trước khi làm mà thế nên trì 3 biến đại bi thập chú, bát nhã và niệm Phật. Niệm Phật xong một cái thì bắt đầu mình khấn thần linh gia tiên nhà mình, tổ cô tổ cậu, cái việc như thế, chúng con là con cháu tên là như thế, địa chỉ như thế. Nay xin đem công đức trì chú niệm Phật lễ Phật này để hồi hướng cầu nguyện thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, thì chứng minh cho chúng con xin được dồn 2 bát hương tổ cô tổ cậu của dòng họ nhà mình là gì đấy, nói ra địa chỉ ở đâu vân vân đó, thì để dồn vào là một để thờ phụng cho nó trang nghiêm. Thế như thế xong một cái thì làm xong một cái thì bắt đầu mình lại trì cho 3 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong đó thì tụng cho một bộ kinh, một biến kinh Phổ Môn, hay một biến kinh Dược Sư, hay bộ kinh Địa Tạng đều được cả, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A-di-đà đều được, mình quen tụng kinh gì thì tụng đó, thì cái đấy đều được. Nhưng mà nếu mà để cho yên tâm thì có thể nếu gần chùa nào đó thỉnh các thầy đến, các thầy tư vấn, các thầy giúp cho thì mình yên tâm mãi mãi lâu dài về sau đó. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là một sinh viên năm 4, nay được biết tới ngôi Tam Bảo, được biết thầy có giảng giải. Câu hỏi cho Phật tử, nay con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Cách đây 7 năm, gia đình con làm ăn đi xuống, vì đó mà mẹ con đi xem bói rồi theo bà đồng. Mẹ con theo và một thời gian đem hết tiền ở nhà rồi bán đất, đi vay họ hàng. Sau khi nợ quá nhiều, nhà con suy sụp, mẹ con tự bỏ bát hương, đốt hết quần áo rồi mẹ bị điên. Gia đình đưa mẹ đi viện, mẹ đỡ, và 3 năm như vậy mẹ cứ điên, nhất là tới hè. 2 năm nay mẹ con đỡ hơn, chỉ nói làm nhảm một chút. Nhưng tới năm nay, cách đây 3 tháng, mẹ con tự xây một ngôi điện, và giờ rất nhiều người đến chơi, mẹ xem bói cho người ta. Con kính mong thầy chỉ cho con nên làm như thế nào khi mẹ con giờ như vậy. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này gọi là gì? Quỷ nhập xác. Trường hợp này gọi là quỷ thần là mượn xác. Mẹ của một cái bạn trẻ này, bạn trẻ sinh viên năm thứ tư này, trước đây thì cũng vốn không phải là một đồng bóng đâu, nhưng do làm ăn thua lỗ suy sụp cho nên đi xem bói đến thì gặp phải cái bà đồng nó, thì nó xem là các cụ ngày xưa nói là đi bói ra ma có nhà ra rác, mà đi bói đến cửa đồng cửa điện thì chắc chắn là nhà có việc mới đến rồi. Đến nó bắt nõn và nó gì, nó phán cho phải ra trình đồng mở phủ thì đương nhiên là theo thôi. Và đây bé nó nói là bán gì, tiền của đội nón ra đi hết rồi, còn bán cả đất cả nhà để gì, để theo nữa. Khi đất nhà, tiền bán đất bán nhà cũng hết, nhảy đồng nhảy bóng, mở điện mở phủ, nhảy bóng nhảy đóng cũng hết rồi, thì suy nghĩ nhiều thì điên có gì đâu. Nghĩ nhiều điên, thần kinh có gì đâu. Ở khoa học người ta có bệnh hoang tưởng, y học người ta là bệnh hoang tưởng. Có cái tưởng tượng ra Thế bây giờ thì bảo là bây giờ thì ốm đau mấy năm, nhưng mà bây giờ thì lại tự nhiên lại xây điện lên lại bảo gì, lại xem bói cho người ta. Chắc là quả này lại gì? Có hai trường hợp. Một là để gì? Báo thù. Báo thù làm sao? Ngày xưa tôi gì? Tôi cho đi xem mà gì mà mất nhà mất cửa. Nay tôi thì tôi sẽ báo thù để lấy lại cái của tôi mất ngày xưa. Đấy là một trường hợp. Những trường hợp này thì cũng khó, vì nói mà không đúng thì họ không đến đâu. Trường hợp thứ hai là gì? Do quỷ thần mượn gì? Mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Đấy, cho nên cái quỷ thần nhập vào, mượn xác nhập vào để kiếm ăn. Thì nó thì quỷ thần trong kinh Đức Phật nói nó cũng có thần thông, nó có tha tâm thông, nó biết được kiếp trước của người này người tọ nọ, thậm chí là 5 đời, 10 đời, thậm chí hàng trăm đời, thậm chí là hàng quỷ thần mà có gì có phúc đó, nó biết hàng nghìn đời. Đấy. Nhưng ngoài nghìn đời thì nó chịu, nó không nói gì được nữa. Nhưng mà ít quỷ thần nào mà nói được nghìn đời lắm, chỉ nói được 3 đời, 5 đời, 10 đời trở lại là gì? Là nhiều thôi. Những quỷ thần bé bé nó hay đi làm những cái việc như vậy. Còn những cái việc quỷ thần mà có phúc báo thì người ta lại trong một cái ngôi đình hoặc một ngôi đền hoặc ngôi miếu được dân tình gì đến thờ phụng một cách chân chính thì không sao. Thì họ không có phải đi gì mượn xác của những chúng sinh bình thường ở thế gian để kiếm ăn như thế nữa, gọi là cái nghề mưu sinh như vậy nữa. Cho nên trường hợp này tôi thiên về cái trường hợp là mẹ cái bé này là bị gì? Bị quỷ, đang bị quỷ thần là gì? Mượn thân để kiếm ăn. Vậy bé bây giờ muốn giải quyết vấn đề này khuyên mẹ không được đâu. Bây giờ từ bé nó phải phát một cái đại nguyện lớn. Đó là phát một đại nguyện, đó là tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà nhất tâm thì chỉ 1 năm có khi là được thôi. Nhưng cứ phát nguyện lấy 3 năm. Đó. Nghe giảng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 3 năm. Sau đó muốn học cái gì thì học, muốn học kinh gì thì học, tu pháp gì thì tu. Nhưng trong vòng 3 năm phát nguyện như vậy, chỉ nghe giảng kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng. Và nhất tâm cầu nguyện cho mẹ, cầu nguyện Bồ Tát Chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ đuổi cái con quỷ mà đang mượn gì? Mượn xác của mẹ mình đi. Thì có khi á, nếu mà nhất tâm có khi 21 đến 49 ngày hoặc 100 ngày là gì? Mẹ ổn thôi. À, nếu mà có đủ duyên thì có khi khuyên mẹ đến đây. Khuyên mẹ đến đây thì gặp các sư, thì nếu có đủ duyên thì các thầy sẽ nói cho, thì có khi lại bỏ được. Vì trong những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, từ khi mà thầy giảng kinh Địa Tạng và truyền bá một kinh Địa Tạng này, hội tập xong và truyền bá, có rất nhiều không thể đếm được các bà đồng gì bỏ đồng bóng để quay về với Phật. Thậm chí cựu đồng 30 năm đi nhảy đồng, xem bói không biết là bao nhiêu ngàn người rồi. Nhưng bây giờ là gì? Lại đến quỳ gối dưới chân thầy để gì? Để xin giải đồng giải điện cho để tụng kinh Địa Tạng để theo Phật. Vì sao? Vì bây giờ thì cái thứ nhất là không còn tiền để nhảy đồng nữa. Cái thứ hai, bây giờ đọc kinh Địa Tạng biết được nhân quả. Mỗi một lần đó, làm lễ cho người ta lại giết mổ mấy con gà rồi cái đầu lợn vân vân, cái thủ lợn vân vân đó. Cho nên bây giờ sợ nhân quả rồi, cho nên không dám thì không muốn theo nữa, và muốn sám hối và quay về với Phật, tu hành từ bi của Phật để sám hối cái nghiệp chướng trước đây. Đồng bóng hơn 30 năm, đồng cựu nổi tiếng ở Hà Nội chứ không phải không. Ngày nào cũng có người chờ hàng vài chục người, hàng trăm người chờ xếp hàng để xem bói để cúng lễ. Nhưng bây giờ thì quay về với Phật. Đó. Mà không chỉ một người đó mà rất nhiều người. Tháng nào cũng có gì ít nhất là cũng có vài người, thậm chí có hàng chục người, hơn chục người gì đến để xin nhà chùa giải điện cho. Tức là giải điện để về với Phật, để thờ Phật tại gia và chỉ có tụng kinh niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật thôi. Đó. Cho nên trường hợp này cũng có thể khuyên bé là có duyên cứ đưa mẹ đến đây. Nếu đủ duyên thì các thầy sẽ giúp cho được thì càng sớm càng tốt. Một bạn sinh viên hỏi rằng: A-di-đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy có thể trả lời giúp con ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. Hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật, có Bồ Tát thì thực sự là có Phật, có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì là có thì là có thật, mà tin là không có thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hiện trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật. Ngài nhìn thấy chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời, bạn ra và nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Chứ bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác, các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy. Cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì? Mở mắt không nhìn thấy. Và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tội phúc cho nên gì? Họ thoải mái làm những việc gì? Việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra, thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận: tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì? Không làm những việc gì ác mà tại sao tôi lại khổ thế? Nhưng thực tế gì? Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A-di-đà Phật.